很忙虫，很忙很忙虫。Thường là hình mạng. Hình mạng rất là bận. Hình mạng là rất là bận em ha. Hình mạng lù hoặc hình mạng. Hình mạng lù cũng là rất là bận. Còn hình mạng là rất bận rồi. Ít ai hình, nói hình mạng trộn hết á. Hình mạng, nếu hình mạng chống lại mấy dầu quan xin của là bạn rất là bận, bạn từ đó giờ bạn chưa có quan tâm tới bây giờ hết. Chào chị, chào em nha. Hôm nay ngồi trên xe trực tiếp. Hai đứa nhỏ nay nó được nghỉ, nhà nó ồn quá trời. Không có chỗ để trực tiếp. Rắn, rắn. Rắn, rắn. Rắn rắn hả? Mềm mềm. Rắn rắn đó hả? Rắn rắn đó. Có nghĩa là nó mềm mềm. Bóp vô. Bóp vô một cái gì đó. Rắn rắn đó. Có nghĩa là nó mềm mềm ha. Với tưa, thưa, thưa vơ. Chữ gì viết chưa rõ. Chị nhìn đâu có hiểu đâu. Tưa. Thưa. Thưa là gì em? Với con chữ hả? Nhiều nhiều chữ vô. Trên này có cái đèn. Đá mài dao. Đá mài dao thì gọi là mổ sỉ tao. Mổ tao sỉ chứ mày mổ sỉ tao. Mổ tao sỉ. Mài dao đá. Họ đọc là mài dao đá. Mổ tao sỉ. Mổ tao sỉ. Giống như tương lai mịt mù, nhưng chủ em chỉ nói là hình mạng sông. Hình mạng sông. Tương lai mịt mù thì thường nói hình mạng mù. Hình mạng mù hoặc là hình mạng sông. 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 Hình mạng sông là gì? Tương lai mịt mù thường nói là quay lại. Quay lại hình mãng mù hoặc là hình mãng gì đó, chứ đâu nói hình mãng sông. Làm thủ tục nhập cảnh. Bàn ru chinh sầu xu. Bàn ru chinh sầu xu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Giang san y cải, bình xin nản ý. Giang san. Trang, đọc với trang này không uống lưỡi. Chi y an. Trang san nản. Trang san y cải. Bình xin nản ý. Su sơ là ký túc xá em nha. Su sơ là ký túc xá. Câu trên chị mãng chổng. Mãng chổng hả? Mãng chổng. Chổng. Mãng chổng. Mắng, làm gì có mắng trộn. Mắng trộn. Chị đâu có nghe qua mắng trộn đâu. Bù lông. Hù nông. Bù nông hay là hù nông. Hay là bù lông. Bù lông là gì? Bù bù nông, tôi không làm. Hay là như thế nào nha em nha. Màng sợ là con rắn nha. Màng sợ là con trăng nha. Màng sợ là con trăng. Rồi màng chồn. Mai mốt kiếm mấy bài thơ vỡ lòng phân tích. Vỡ lòng phân tích cho tụi em học theo với. Kiếm mấy bài thơ vỡ lòng. Ok em nè. Ok. Hôm qua ngồi trên này, ngồi trên xe cũng có gió. Xe đậu ngay dốc nữa chứ.
Mấy nhỏ trong nhà cô nó chơi, chỉ ở trước nhà cô mấy đứa nhỏ mà không vô. Vô chỗ mình trực tiếp ở trong đó mà một gia đình ngồi chờ gặp nhau chắc là nói chuyện nhiều lắm. Cho nó thôi, tôi ở trên xe tôi trực tiếp chưa. Tú tới những cái con căn biệt thự rồi mà ngồi trước nhà không vô trong. Ngồi đây trực tiếp. Hên lắm mới tìm được chỗ trực tiếp ở nhà, mấy bà mấy đứa nhỏ nó quậy quá trời luôn, quậy bánh banh nóc nhà luôn. Trời ông chừa cho mẹ cái chỗ nó đỡ ồn để cho mẹ trực tiếp mà. Ồn quá trời ồn. Tôi rủ cô ấy đi chơi. Thì nói là Tôi约她出去玩. Nói như vậy. Chào chị, dễ thương nhất em. Chị chào em. Ok, em chào chị Thu Phương nha. Chị em chào chị. Dạ. Em không biết dịch hả? Từ Ý này ức hả? Ý bình Trương Trương ức như Trương ức như em nhé. Chào chị, chào em nha. Chào em. Rồi ông lấy điện thoại đi hết, cũng quên cầm theo cái điện thoại. Cầm cái mang cái cây để cái điện thoại mà xong rứt cái con bồ lon con tán đâu mất tiêu, không có bồ lon con tán để dựng. Mỗi lần cầm gì rớt cái đó. Nhìn bạn trẻ rất trẻ, khan nhì hần nén chín. Hoặc là nhì khan chỉ lại hần nén chín. Nhì khan chỉ lại hần nén chín. Thoát ra, thôi chu, tân chu, đều được hết. Thôi chu, tân chu, đều là thoát ra hết. Hoặc là mình tự con người mình thì thoát ra, muốn con người mình mới nhảy ra thì gọi thường nói là thôi chu hoặc là phào chu lại. Còn trong máy móc thì đa phần là tân chu lại. Đi khám lại thì gọi là hồi chẩn, phụ chẩn đều được hết. Mình thêm ngồi giao hồi chẩn. Hồi chẩn là đi tái khám trở về. Đợt trước đã đi khám rồi. Đợt này ổng hẹn, ví dụ như đợt trước đi khám một tuần, tuần sau ổng nói tuần sau ngày này, hôm nay, giờ này tới khám lại. Cái đó gọi là hồi chẩn. Chín thêm ngồi giao hồi chẩn. Còn phụ chẩn hoặc là trại sư khan chẩn đều được hết. Nhớ lúc trước chị dạy nấu ăn bên đài mê ghê luôn á. Bên kênh YouTube ở dưới á có nhiều món lắm. Học một mớ món đó thôi là để dành xài được rồi. Đa phần là đại khái những cái món mà bên đài vào một dịp Tết đồ này kia làm là có trong đó hết á. Có bên kênh YouTube hết á. Em kéo xuống cái phần nấu ăn bên dưới em coi. Rất là nhiều món từ cái bên kênh YouTube. Những cái món gọi là dịp Tết mà em học, em dịp Tết em có thể làm cho gia đình chồng ăn. Hoặc là cái đó chị nghĩ về tới Việt Nam làm cho ba mẹ mình ăn cũng ngon lắm á. Theo Vân, Vân về Việt Nam, Vân làm những cái món đó cho ba mẹ, ai cũng thích hết á. Đối với người bên Việt Nam mình nấu cái kiểu đó rồi mình thêm cái cách của Việt Nam mình vô nữa thì ba mẹ cảm thấy rất là ngon luôn ha. Vân được một lần nào về và cũng nấu mấy cái món đó cho ba mẹ của Vân. Lúa chuan à. Lúa chuan, cái bu lon hả? Em muốn nói tiếng bu lon là tiếng Việt hả? Bu lon chứ không phải bu lông. Bu lon hay bu lông? Lúa chuan. Chị mất cái con lỗ mù rồi nè. Nó rớt, còn có một cây này ở trong này, nó còn có một con ốc nữa. Làm không vặn được luôn cái cây của chị. Rớt đâu mất tiêu rồi. Giờ chị giờ làm công việc gì vậy chị? Chị á hả? Công việc chị quá trời luôn. Vừa là nội trợ, vừa là bảo mẫu. Chị dịch giúp em câu ngu mơ thấy người ta toàn chạy trốn không dám gặp. Ngủ mơ hả? Ngủ mơ thường nói là chua mộng, suy chào tờ sở hô chua mộng, cho khăn tạo y xe đến cha chết bảo tờ. Đến cha chết mộng trong khăn tạo rẫn chạy bảo
bù cản khao chín hoặc là bù cản khan bù cản khao chín tha không dám đến gần không đến dám đến gần không dám gặp là sao bù cản chia khan chín tha ngủ mơ thì thường nói là suy chào chỗ mộng mộng tạo đô sư rẫn chạy tháo phở nào hồ bù cản khao chín tha bù cản tạ cháu hù hoặc là bù cản khan tha không dám nhìn đó, không dám nhìn anh ấy hay ai người đó. Phu trần, hủy trần đều được hết. Bọn lừa đảo. Y tôi phiền rẫn đó, hoặc y tôi giả phiền. Giả phiền có nghĩa là lừa đảo ha. Giả phiền. Chị ơi, đi phiên dịch hay công ty không chị? Không, chị không đi ha. Bên chồng công ty chồng chị kêu chị qua mà chị không qua. Đi cái đó mệt lắm biết sao không? Nhiều lúc nửa đêm nửa hôm cũng phải đi nữa. Mình phải để cái điện thoại cho bất cứ một cái công ty nào hoặc ở có một cái đồn công an nào. Mình đã chấp một cái ví dụ như là mình vụ án nào mà đã nhận rồi á, nửa đêm nửa hôm người ta kêu mình đi mình cũng phải đi nữa. Mình cũng phải đi hết. Giờ nào cũng phải đi hết mà mình có con nhỏ đâu có đi vậy được. Cho nên không có đi vậy được ha. Rồi hôm nay viết không? Nay vẫn cầm sách ra để trên xe ngồi viết nè. Có cái là chỗ nhỏ quá. Hôm qua trong trường á, sinh nhật của trường phải múa cho nên là không có lên trực tiếp được. Trong trường hôm qua làm sinh nhật trường kiểu như là xiao xin là kỷ niệm ngày thành lập của trường á, cho nên là tất cả các học sinh trường cấp 2 đó đều làm lên múa nè, rồi tiếp mấy ông lớn lớn tới nữa, cho nên là không có thời gian trực tiếp. Hôm nay thì có rồi mà mấy đứa con nói giờ phải cái xếp thời gian ra trực tiếp. Tha mình ít chữ răng hòa chuyện răng hòa tớ tao khẩn tin tờ cân biểu hiện tha mình ít chữ là họ cứ răng hòa tớ tao khẩn tin tớ tao hay là tớ bố tao. Tớ tao là có được, khẳng tin ở đây là khẳng định, cái khắc định của họ, cái biểu hiện là cái biểu hiện của họ. Trời hôm nay rất đẹp, Jin tian de tian qi hen hao. Jin tian tian qi hen hao. Hoặc là Jin tian de tian kong hen piao liang. Tian kong là bầu trời, cái bầu trời. Nhìn cái bầu trời mà có màu xanh lam rồi trộn thêm màu trắng là nhìn trong vắt thật là đẹp thì mình nói là jin tian de tian kong hao piao liang. Hoặc là hen piao liang. Còn nói là jin tian de tian qi hen hao là nói hôm nay cái khí hậu rất là tốt, không có mưa gì hết. Nói như vậy. Chào chị chào em nha. Giữ đồ đạc. Giữ đồ đạc thì nói là gu dong xi. Gu dong xi. Giữ được đồ đạc. Wo zai gu dong xi, mei banfa qu, tôi đang giữ đồ đạc, tôi không đi được. Wo zai gu dong xi, mei banfa qu. Mình nhìn thấy ai đó mình không muốn gặp, đối diện mình trốn ra chỗ khác. Khan tao mỗi cơ rẫn. Bu xiang jian ta là nhìn thấy một ai đó. Bu xiang jian ta không muốn gặp anh ấy, không muốn gặp người đó. Cho sẵn tổ bi tha là tránh né anh ấy. Đi chỗ khác, trốn đi chỗ khác, tổ chu bia từ địa phương hoặc là tổ chu bia chu đều được hết. Khan tao ý là em nói mộng trong mộng jian yi xun ren zai pao hay là khan tao zi ji zai pao. Mộng trong khan tao yi xun ren zai pao nó khác với zi ji zai pao ha, zi ji zai pao. Nhưng mà chị chỉ khan tao bia rẫn bu cảm miên tuổi tha bu xiang khan jian tha khan tao tha wo zhe pao. Nhìn thấy anh người đó là mình chạy. Nó khác ha, cái ý nghĩa của giấc mơ nó cũng khác nữa. Cái ý nghĩa của giấc mơ nó cũng khác nữa. Trong mơ mà mình bị cứ dí chạy vậy đó là mình coi mình lúc mình nằm mơ có mệt không, có mệt thì kỳ phải đi chùa cúng ha. Chào chị ở đâu vậy? Chị ở Đài Bắc nha. Ở Đà Nẵng, Sen Cận. Sen Cận, Đà Nẵng. Thấy bạn dạy học, thích bạn dạy học lắm. Cảm ơn. Hôm nay mọi người có được nghỉ không?
sáng giờ mới xếp được thời gian đó, mà ổng lái xe ra tới để bây giờ Văn đang ở Chủ Tông, Trúc Đông. Đây là nhà của mấy cô Út của mấy đứa nhỏ. Ba nó chở hai đứa nhỏ xuống đi chơi, chơi với con của cô Út. Nói thôi để Vân ngồi ngoài này Vân trực tiếp. Giờ mới có thời gian đó. Thì sáng đến giờ mò sáng giờ Vân nói anh xã, trời anh dọn sao cho các em có chỗ em trực tiếp thôi. Ồn quá trời ồn rồi. Ông dọn phát xuống tới Chủ Đông luôn. Từ Đài Bắc xuống Chủ Đông trực tiếp. Chiến Giang. Hả? An Giang. An Giang là An Giang. An Giang. An Giang là An Giang. Còn Chiến Giang là Tiền Giang. Chiến Giang là Tiền Giang ha. Đi hướng nào? Chỗ nãy y thiểu lụ. Chỗ nãy y thiểu lụ. Hello, hello. Hello. Chỗ nãy y thiểu lụ là đi hướng nào, đi lối nào, đi đường nào. Sao Thái Tuế, Thái Suy, sao bên này có sao Thái Tuế không ta? Thì bên này chỉ có nói An Thái Suy, An Thái Suy là thắp đèn Thái Tuế vào mỗi dịp Tết, mỗi năm vào mỗi dịp Tết, nhất định phải thắp. Những ai mà phạm về Thái Tuế đó, mỗi năm mà phạm Thái Tuế thì nhất định sẽ đi đi cái gì đi vào chùa trước Tết mà người ta sẽ sắp xếp một ngày nào đó để cho mình bật những cái ngọn đèn đó lên, bật những ngọn đèn đó lên xong rồi sẽ được mỗi tháng ở trong chùa thì họ đều có tụng kinh để cho cái được cái người của mình nó được tốt tốt đẹp hơn rất là nhiều, kiểu như là tránh được cái ba cái tai họa như là tam tai nè, thường thường bên Việt Nam mình hay nói là tam tai đó, thì tam tai thì bên này gọi là thái tuế ha, gọi là phan thái suy. Phan thái suy thì mình chỉ cần suy an nó cờ quang minh tinh là đèn quang minh để cho rọi đường rọi một năm trong một năm đó, mỗi năm phải phải thắp một lần ha, một năm là hết hạ hiệu lực rồi. Mỗi năm thắp một lần và một lần như vậy nó sẽ coi như là bảo vệ mình cả trong tròn một năm luôn. Đèn quang minh tinh thì giúp mình rọi chiếu của cuộc đời mình cho cái con đường mình đi nó được suôn sẻ hơn, còn đèn thái tuế thì giúp cho mình độ cho mình cái tam tai được đi qua khỏi. Bên đài họ rất là hay ha, bên đài họ tắp lắp những cái đèn đó cũng rất là hay đó, mà những cái đèn đó đều để trên những cái trụ cụ cái mấy cái cột ở trong chùa đó, mấy cái cột trong chùa, mấy cái cột đèn nhỏ nhỏ màu vàng vàng, điều đó cái đó là đèn của những con người ha, đèn của những con người thắp lên đó. Khi nào họ có mấy cái cột đó đó trong chùa, có mỗi một cái chùa lớn chùa nhỏ có bao nhiêu cột họ thắp hết là thôi, là những cái cột nào mà những cái chùa nào mà gọi là có tiếng á, rất là mau không có chỗ nữa. Phải đi tìm những cái nơi mà xa xa thì mình mới có thể có chỗ là để thắp. Hay lắm đó, cái đó mỗi năm ở bên Đài là năm nào vô cũng thắp hết. Ba mẹ hồi trước không biết thì ba mẹ chồng thắp cho. Bây giờ mình biết mình tự mình thắp cho cả gia đình mình luôn. Nó rất là đặc biệt, rất là hay. Tại vì mỗi tháng có nghỉ đi, mình có khi là mình nhiều lúc mình không được đi vào chùa, nhiều lúc mình không có rảnh đi vào chùa thắp nhang đồ này kia, hoặc là đi theo chùa đi tụng kinh. Hồi còn nhỏ Vân nhớ là ở Việt Nam nếu mà có cơ hội nhất định sẽ theo bà ngoại vào chùa đi tụng kinh. Mỗi lần tụng kinh xong là cảm thấy con người mình rất là coi như là nó giảm bớt cái tội lỗi sao nó rất là thoải mái luôn. Còn mình đã gửi mình kiểu như là gửi cái năm ngày tháng năm sinh của mình vào trong đó rồi á, thì mỗi tháng mình đều được nghe kinh hết, là bà sẽ độ trì cho mình rất là nhiều. Mình cũng cảm thấy được điều đó. Chúc chị luôn bình an, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều nha. Mọi người có viết không mọi người ơi? Hôm qua không làm bài được cho mọi người, cảm thấy ấy nấy. Nhìn cái màn hình nó gần quá, mắt ngu vẫn muốn nhắm lại luôn. Nãy em nào nói mua được cuốn sách này rồi, có em đi mua được cuốn sách này rồi ha. Nãy có em nào chụp cho Vân nói, chị ơi em mua được 3 cuốn. Hai cuốn trước, hai cuốn đợt trước Vân chỉ đó, hai cuốn trước với một cuốn này. Tại vì em ấy muốn coi bên YouTube đó, thì đi theo được luôn, Vân còn giữ lại hai cuốn trước em ấy mua về em ấy vẫn có tiếp tục coi được hơn luôn ha. Và cái cuốn này em ấy chụp 3 cuốn đều mua được luôn rồi. Vậy là trong nhà sách có bán ha, chứ không phải là không có. Có bán phải chịu khó đi hỏi đi.
co bén đó. Rồi, mình vào bài số 3 đi. Tôi nghĩ là học trong sách mọi người sẽ đam mê hơn. Quà chói hả? Đây là bài số 3. Gió. San. Bài số 3, san. Mama de yin yue hui. Có nghĩa là hội. Hội tiệc của mẹ. Cái hội mà gọi yin yue, gọi là âm nhạc. Yin yue hui. Hui ở đây là hội. Lúc này hui là hội, chứ không phải là biết hay không biết nữa. Mà là hội ha. Cái ý là hội âm nhạc của mẹ, hoặc là cái buổi diễn đạt của mẹ đó. Tại vì người mẹ này đang đứng trong bếp nấu ăn, mà cái con bé nó ví mẹ nó đang là biểu diễn âm nhạc vậy đó. Mama de yin yue hui khai shi le. Khai shi là bắt đầu. Khai shi le là bắt đầu rồi. Mama. Từ ma này âm thứ nhất. Mama de yin yue hui. Hai âm này âm thứ tư hết thì mình đọc yue hui. Yin yue hui khai shi le. Bắt đầu rồi. Xian, từ xian có nghĩa là trước tiên một cái gì đó. Xian shi xin khoai tờ. Xin khoai ở đây có nghĩa là nhanh. Kiểu như vừa nhanh mà vừa êm đềm dịu dàng á. Xian shi xin khoai tờ. Hoa la la, hoa la la. Hoa la la là tiếng nước chảy. Hoa la la là tiếng nước chảy. Trước tiên là em nói trước tiên lại một tiếng đó là hoa la la. Hoa la la có nghĩa là người mẹ đang rửa rau đó. Tiếng nước chảy của rửa gạo nè, vo gạo, rửa rau đồ, là những cái giọt nước chảy nó sẽ kêu là hoa la la, hoa la la. Zài lại, thường dùng một cái tiếp theo một cái gì đó thì họ sẽ dùng zài lại. Zài lại sư zhōng zhōng de, lúc này đọc zhōng, chữ này có hai cách đọc ha, lúc thì đọc zhōng, lúc thì đọc zhōng. Zhōng zhōng de có nghĩa là nặng, âm thanh nặng hơn. Âm thanh nặng hơn. Khục khục khục. Khơ ô khô khô khô, đây là tiếng của dao cắt, cái dao mà cắt lên cái thớt dắt cắt những cái gì đó, ví dụ như chặt xương nè, cắt củ cà rốt đồ, nó rất là lớn tiếng, giống như cái hình ảnh mẹ đang sắt như vậy nè đó. Đây coi là người mẹ giống là tiên nữ đó. Là đây là mẹ đang rửa rau, hoa la la hoa la la, mẹ đang sắt củ cà rốt, khột khột khột. Đây là tiếng âm nhạc của mà con bé nó ví mẹ nó như thế. Tiếp theo, yixiazi là một lát ha, một lát thì như thế nào? Yixiazi là một lát thì, chẳng chẳng de là âm thanh dài á, âm thanh kéo thiệt là dài. Tại vì lúc mà mẹ nấu thì âm thanh nó dài hơn, tại vì sao? Khi mà mẹ nấu cái âm thanh nó sẽ được lâu hơn. Cha cha cha, cái từ cha này là cái âm thanh của tiếng xào rau ra ha, âm thanh của tiếng xào rau nó ra. Gọi là cha 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 theo cái kiểu đó. Và ý xa chỉ một lát thì như thế nào? Toán toàn tờ. Toán toàn là ngắn. Một lát thì âm thanh dài, một lát thì âm thanh ngắn. Thì nói là ý xa chỉ sư chẳng tờ. Ý xa chỉ sư toàn tờ. Bô bô bô. Cái từ bô 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 này. Bô 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 bô. Là có nghĩa là mẹ đang chiên cá nó nổ bụp 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 á. Ý trận yên yue qua hậu là một trận âm nhạc đi qua, sau một trận âm nhạc đi qua. Ý trận từ chữ này uống lưỡi, ân trận yên yue qua cơ uo qua hơ âu hậu. Ý trận yên yue qua hậu. Yêu xiang vừa thơm, yêu hảo chứ vừa ngon. Tờ cài thường là những món rau mà đã xào đó, gọi là cài. Những món mà xào được để đặt lên bàn rồi á, gọi là cài, đều gọi là cài hết. Không cần biết là món kho hay món luộc hay món chiên hay món xào gì hết, họ đều gọi chung chung là cài ha. Ý trận yên yue qua hậu, yêu xiang yêu hảo chứ tờ cài chêu sang chua lờ. Đã được lên bàn rồi. Ý có nghĩa là một trận yên, sau một trận âm nhạc như thế thì vừa thơm vừa ngon, những cái món ăn mà vừa thơm vừa ngon đã được bưng lên bàn. Mama de yin yue hui zhen hao tin, hội âm nhạc của mẹ thật là hay, nghe thật là hay đó.
kiểu như là ví mẹ đang trong bếp như là đang biểu diễn âm nhạc vậy đó. Con bé này giỏi tưởng tượng. Và đây, một bàn sau một trận mẹ ca hát thì một bàn đồ ăn đã ra. Nào là khủng sao dữ, cá kho, rồi phải củ tôn duy mì, xương heo nó bắp, rồi phan chế xào tàn. Phan chế xào tàn là trứng xào với cà chua. Rồi hoa dế xài, xào hủng lô bộ, cân xăng cu. Hoa dế xài, lùi hoa dế xài là xếp lô xanh. Lô hủng lô bộ là củ cải đỏ, cộng với xăng cu là nấm đông cô tươi, chắc nấm đông cô tươi rồi. Đây là từ các cái từ mà cho chúng ta nhận diện. Cái từ chúng ta nhận diện đây, đây có ví dụ như cái từ mẹ, ma, mơ a, ma. Từ ma này, ma tờ ma, đây là âm thứ nhất. Mơ a, ma, nữ bù, bộ nữ, đây là bộ thủ của nó. Nữ bù, người mẹ là người phụ nữ, nên có bộ nữ. Không cần biết mẹ hay là chị hay là em đều là bộ nữ hết, tại người đều là người phụ nữ ha. Ma 13 nét tất cả cho cái chữ này. In, in yue the in, sun in the in. In ở đây là âm, ví dụ như âm thanh, in yue hoặc là âm nhạc, in yue là âm nhạc, sun in là âm thanh. Là chữ in này. Nó có 9 nét tất cả và nó chính là một bộ thủ luôn ha. In, in bu. Còn đây là yue. Lúc này đọc yue chứ không đọc lơ ha. Nó có hai cách đọc, một là l. Các bạn có cảm thấy nó giống với từ khoai lơ tờ lơ không? Wo hen khoai lơ chính là từ này luôn ha. Wo hen khoai lơ, tôi rất là vui, tôi rất là hạnh phúc. Chúng cũng là từ lơ này luôn. Nhưng lúc này in yue là âm nhạc thì nó lại đọc yue. Nó đọc yue. Nó có bộ mộc ở dưới đây. Mu bu. Đây là bộ mộc. 15 nét tất cả cho cái chữ này. Dễ rửa hình hẳn hào xỉ, hẳn hào xỉ. Chí chí là ủng hộ em nha. Wo chí chí ni, tôi ủng hộ bạn. Wo chí chí ni. Còn dễ rửa là hẳn hào xỉ, hẳn hào xỉ. Huy, huy này, yue bu. Yue bu nó nằm ở dưới này. Bộ yue bu nó nằm ở dưới này. 13 nét tất cả cho chữ này. Hơ u a. Huy, lúc này chữ huy này có nghĩa là hội. Sách này mua ở nhà sách nha em nha. Chị thấy có em gái mua được rồi đó. Hôm nay em bé nó vừa chụp hình cho chị xem. Nó mua được cuốn sách này rồi. Sử. Từ sử. Sử này uống lưỡi. Sử. Sử. Khai sử là chữ này luôn ha. Khai sử. Bắt đầu. Từ sử này. Nó là nữ bộ. Đây là bộ nữ của nó nằm ở đây. Nó có 8 nét tất cả cho cái chữ này. Còn từ này là lại. Qua lại. Sau của lại đều là từ lại này ha. Lại. Lơ ai. Lại. Rẩn bù. Bộ nhân. Bộ nhân. Lại. Và nó có 8 nét tất cả cho cái chữ này. Trông. Từ trông. Từ này lúc đọc trông. Lúc đọc trông. Từ trông này lúc này đọc trông thì có nghĩa là nặng. Nặng. Lì bù. Lì bù. Bộ thủ nó nằm ở đây. Bộ thủ nó nằm dưới này. Nó có 9 nét tất cả cho cái chữ này. Còn toàn, toàn có nghĩa là ngắn. Sử bù. Sử bù nó nằm ở bên này. Đây là bộ thủ của nó nằm đây. Toàn tơ u an. Toàn. Âm thứ ba ha. Tơ u an. Toàn. 12 nét. Hấn toàn. Toàn toàn. Chơ theo sấn chữ. Toàn toàn tờ. Hoặc là chơ theo sấn chữ hấn toàn. Cái sợi dây này rất là ngắn. Chư ân chân. Đọc xuống. Chân. Chân này giống như là một trận kề thai y chân, phần là y chân phong. Y chân phong là một ngọn trận gió, một luồng gió đi bay qua gì đó. Y chân phong. Thì từ chân này có phu bù. Chữ này nếu mà nằm bên trái thì nó là phu bù. Mà nó nằm bên phải thì nó là y bù. Nó có 10 nét tất cả cho chữ này. Còn từ này là qua. Qua lại á. Thì từ qua này kết hợp với từ lại thành qua lại qua đây. Qua, qua chư là đã qua rồi. Những cái gì quá khứ rồi cũng dùng từ qua này ha. Qua chư là, qua chư sư là những cái gì đã quá khứ rồi cũng dùng từ qua này. Và giao qua chư, tôi muốn đi qua cũng là từ qua qua này luôn ha. Cơ, u, o, qua. Chua bù nó nằm ở đây.
Đây là bộ thủ của nó. 13 nét tất cả cho cái chữ này. Còn đây là hậu, hậu mien de hậu. Hậu mien là đằng sau, ở đằng sau. Ờ. Tha, wo xian dao, tha hậu lại. Ừ, tha hậu lại sẽ tao. Có nghĩa là tôi đến trước, anh ấy đến sau là dùng cái từ sau này ha. Hơ, ô, hậu. Hậu là bộ này là chi bu. Chi bu nó nằm ở đây. Đây là bộ thủ của nó. Nó có 9 nét tất cả cho cái chữ này. Còn chữ này đọc là chi, chi fan de chi. Ờ. Chi fan de chi. Chi. Nó là khẩu vụ. Mình ăn, mình dùng miệng để ăn. Cho nên bộ thủ của nó là bộ khẩu. Sau nét tất cả cho cái chữ này. Wǒ shì fà guǒ rén. Ờ, nǐ hǎo. Shù zhàng guǒ xiǎo de. Shì à. Cổ vũ. Cù lì. Cù lì. Sách này mua ở nhà sách nha. Còn bên này gọi là cài. Chì. Ai. Cài. Cài có nghĩa là rau. Là những cái món ăn đã làm ra cũng gọi là cài ha. Ví dụ như là hoa dẻ cài, tên của các loại rau, cao ly cài, bắp cải. Hoa dẻ cài là rau bông súp lơ, rồi bông trắng hay bông xanh gì đó. Rồi dấu cài, cải ngọt. Chín chăng cài, cải thìa. Rồi bua cài, rau chân vịt. Rồi rất nhiều loại cải ha. Nói chung về cài. Còn nói trong này là chai là món mẹ đã nấu xong rồi, gọi là cũng gọi là chai ha. Nó có 12 nét tất cả cho cái chữ chai này. Nó là bộ thảo, xào bù. Xào bù nó nằm ở trên đầu này. Còn từ này là chiều. Chiều như thế nào đó? Wang bù. Wang bù nó nằm ở đây. Bộ đây là bộ thủ của nó. 12 nét tất cả cho cái chữ này. Chiều chẳng mở dạng. Hoặc là chiều sư lờ. Là cái từ chiều này. Thật là như thật như vậy đó. Từ châu này lúc thì lúc thì chỉ như sao đó. Còn này đọc là chua. Chi u o. Chua. Từ chua này có bộ mọc ở dưới đây. Cái này nói về cái bàn. Cái bàn mình đang để sách đây. Rồi gọi là chua zi. Chua zi. Sang chua là lên bàn. Như ví dụ này cô nói lúc nãy. Cài chou sang chua là rau đã được lên bàn rồi. Thì cái từ này, bộ mọc 10 nét tất cả cho cái chữ này. Nó có bên này, nó có ghi 1, 2, 3, 4. Đây là cách viết của từng nét từng bút, nó được ghi rõ luôn. Còn từ này đọc là chân. Thường nói chân hảo, chân sư. Hoặc là chân tờ. Đều là từ chân này hết. Chân tờ mà, thật không? Nó là thuộc về thật và chân ha. Nó là thật và chân. Mù bù, bộ mọc nó nằm ở đây. Bộ mọc nằm ở chỗ này. 10 nét tất cả cho cái chữ này. Và bên này thì có từ wǒ huì rèn zì là tôi biết chữ, tôi biết nhận chữ, tôi biết làm quen với chữ, hoặc là nhìn thấy chữ là tôi biết đọc đó. Chữ này có hai cách đọc, bắt đầu họ chỉ mình nói tú in bù thổng. Cái từ này tú in bù thổng có là cách đọc không giống, cách đọc không giống nhau. Ý sư yà bù thổng. Ý sư yà bù yì yàng. Ý sư yà bù yì yàng. Ý nghĩa của nó cũng không có giống nhau. Cái chữ bên này, lúc thì đọc yue, lúc thì đọc lơ. Lúc này đọc yue. Yên yue. Yên yue là âm nhạc. Yên yue là âm nhạc. Còn yue chữ. Nhạc khúc. Nhạc khúc. 我喜欢听音乐, có nghĩa là tôi thích nghe nhạc. Tôi thích nghe nhạc. Còn bên này có từ lơ. Thì lúc nãy Vân nói đọc là khoai lơ. Khoai lơ. Chữ này là có hai cách đọc ha. Khi lúc đọc duê và lúc đọc lơ. Khoan lơ. Khoai lơ có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc. Khoan lơ có nghĩa là rất là vui, rất là như thế nào luôn. Khoan lơ thường là trong cái sinh nhật đồ này kia, mọi người tập trung với nhau. Em tưởng chị nghĩ không có chỗ chị định nghỉ thôi chứ. Mấy đứa nhà chị nó quậy quá, nó được nghỉ nhà nó chờ, nó làm đủ trò hết. Làm đủ trò hết. 我们快乐的唱歌. Chàng, từ này đọc xuống. Chàng cơ. 我们快乐的唱歌. Có nghĩa là các bạn ấy. 我们 là chúng tôi. 快乐 có nghĩa là vui. Rất là vui. 唱歌 có nghĩa là hát. Chúng tôi rất là vui. Hát một cách vui vẻ luôn đó.
Ở bên này họ có những cái câu gợi ý cho chúng ta. Han, sân yên dầu quan, có liên quan. Sử, lúc từ sử này là không là thời gian nữa, mà là có nghĩa là khi. Khi như thế nào đó, khi có liên quan tới âm nhạc. Tới tiếng thanh, âm điệu rồi kia, tiếng âm. Sân yên ở đây là cái âm thanh. Sân yên gọi là âm thanh. Có liên quan, khi mà nó có liên quan tới âm thanh, từ này sẽ đọc là yue. Lơ tụ yên, chứ sử yue. Han, sân yên dầu quan sử. Chữ này, tụ yên, sử yue. Đó là có chữ nào mà có liên quan tới âm thanh thì nó đọc là yue. Còn, han xin chung tờ cảm chữa dầu quan sử. Có liên quan tới cái cảm xúc bên trong lòng mình. Chữ này sẽ đọc là lơ. Nó liên quan tới cái cảm xúc trong tâm mình, trong lòng mình thì nó sẽ đọc lơ. Còn liên quan tới âm thanh thì nó đọc yue. Và bên này, san. San, rèn sư chữ yu, quen với từ ngữ của nó. Cái từ ngữ của bài văn này. Yên dụng, vận dụng, yu, yu, như thế nào đó. Chữ đỏ là cái chữ chúng ta cần vận dụng. Yên dụng ở đây là vận dụng. Xua, chu, xua là nói, chu là ra, nói ra. Sư là sự việc, u là vật. Tờ, liàng cờ. Tờ, liàng cờ là hai cái gì đó. Hai cái chữ như thế nào? Thơ sơ. Thơ sơ là đặc sắc của nó. Nói ra hai cái đặc sắc của cái chữ này. Ví dụ như một cái câu nói mà dùng cái từ vô 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 này mà có thể nói ra được cả hai cái đặc sắc của nó. Của một sự việc gì đó hoặc một cái vật gì đó. Trước tiên thì nói về hai cái món rau này. Vô xiang vừa thơm. Từ xiang ở đây là một cái thơ sơ, một cái đặc sắc ha. Xiang thơm cũng là một cái đặc sắc. Vô hào chư. Hào chư cũng là một cái đặc sắc của nó. Tại nó ngon mà. Tờ chai có nghĩa là hai cái này đều gọi là chai hết. Là một món ăn. Một món ăn được bưng lên bàn gọi đều gọi là chai. Vô xiang vừa thơm, vô hào chư vừa ngon. Tờ chai có nghĩa là một món ăn vừa thơm vừa ngon. Còn bên này, đây là trái cam. Chỉ chữ là trái quýt. Chỉ chữ là trái quýt. Vô ta. Vô ta là vừa to. Vô xiang vừa thơm. Vô ta, vô xiang thiện. Nó vừa thơm mà nó vừa ngọt nữa. Xiang thiện có nghĩa là vừa thơm vừa ngọt luôn. Yêu ta yêu xiang thiện tờ chữ chữ. Có nghĩa là vừa ngon vừa ngọt. Trái quýt vừa ngon vừa ngọt luôn. Nó nói ra cái đặc sắc của nó. Nó vừa to nè. Nó vừa ngon vừa thơm vừa ngọt nữa. Wow trời. Còn bên này thì là một ánh trăng. Thì đây gợi ý là yêu yuan là vừa tròn. Yuan, cái từ yuan này có nghĩa là viên, có nghĩa là tròn. Thoán yuan tờ yuan cũng là chữ này ha. Thoán yuan tờ yuan cũng là chữ này. Nhưng mà hoa yuan tờ yuan không phải là chữ này ha. Không phải là chữ này. Cái này dùng cho thoán yuan. Tròn tròn. Tròn tròn. Tròn tròn đồ nói về sự việc. Tròn tròn đồ là nói về sự việc đoàn viên. Gia đình đoàn tụ bên nhau, quay tròn bên nhau. Và dùng cái từ yuan này ha. Yêu yuan. Yêu mỉn liang. Vừa tròn vừa tròn, bánh trăng này vừa tròn vừa sáng. Mỉn liang ở đây theo có nghĩa vừa trong vừa sáng luôn á. Tờ yue liang, ánh trăng thì được gọi là yue liang. Yue liang, vừa tròn vừa sáng. Thì họ đợt gợi ý cho mình là mình dùng cái từ yo này để nói lên cái đặc sắc của nó. Chứ sư của mình sửa sao tật khơ bình nè. Của mình sửa sao yếu chế bình. Sư ờ, tuy à, chứ sư sửa sao tật khơ bình. Mấy chua. 我一年级的课本, 对,这是一年级的课本, 没错, 这是一年级的课本. 好, 我会造句, là tôi biết đặt câu, 我会造句, 造句, hai từ này là đặt câu, 我会 là tôi biết, ha, ở đây là 四, 四 ở đây là số 4, viết bằng chữ, 看图, 念, ý, nên ý niệm. Khan thủ niệm ý niệm có nghĩa là cho chúng ta nhìn hình. Nhìn hình rồi đọc đó. Liễu giải, từ liễu giải đây là hiểu, biết như thế nào đó và biết cách dùng như thế nào. Chấm 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 cái từ đỏ này để là cách cho chúng ta dùng. Chiêu, dùng cái từ chiêu này để gắn một câu nó thành một cái câu dài hơn.
thành một câu dài hơn, từ dùng phả. Dùng phả là cách dùng, cái phương pháp dùng của nó, gọi là dùng phả. Em chào chị nha, chị chào em nha. Ý trận yên yue guo hou. Ý trận ở đây có thể nói là một trận. Một trận. Yên yue có nghĩa là âm nhạc. Guo hou là sau khi một trận âm nhạc qua, hoặc là một một gì đó, thường đa phần là ý trận sẽ nói là một trận âm nhạc đi trôi qua đó. Yô xiang yô hào chi, vừa thơm vừa ngon. Tờ cài cho xiang chua là, có nghĩa là những món rau vừa thơm vừa ngon. Đây là cô bé đang ví mẹ đang nấu ăn mà như âm nhạc đây này. Một trận âm nhạc qua xong thì vừa thơm vừa ngon, những món ăn vừa thơm vừa ngon đã được bưng lên bàn. Còn bên này, đây là một chị gái, chị đi học về, cuốn cuốn rất là mừng. Thì bên này có ghi là mày tăng. Mày tăng ở này có nghĩa là mỗi khi. Từ mày tăng này có nghĩa là mỗi khi. Chị chị có nghĩa là chị. Phân xuế. Khi mà mình tan trường đi học về thì được gọi là phân xuế. Còn mình tiết này thay đổi tiết kia thì mình gọi là xa khơ. Xa khơ. Khi mà mình, ví dụ như tiết học này được hết, người ta sẽ báo chuông, chuẩn bị hết tiết, hôm nay hết tiết văn rồi, bây giờ chuẩn bị qua tiết toán, thì người ta sẽ báo chuông, cái đó qua tiết khác thì gọi là xa khơ. Còn phang xuế là về nhà, được nghỉ đó, đó. Ví dụ như học từ 7 giờ đến 11 giờ rồi được về nhà, cái đó gọi là phang xuế. Hồi cha, về nhà. Xáo cậu, ở đây là chú chó nhỏ, chú cuốn nhỏ, hay gọi là chú cuốn. Mão mão, mão mão là tên. Mão này có nghĩa là lông, nhưng mà nói về tên nó không phải là đọc là lông, mà nó đọc là mau. Nói về tên thì nó đọc là mau ha. Mau mau, tên của chú cuốn này được gọi là mau mau. Tại sao biết nó là tên? Tại vì ở đây nó có một đường gạch như thế này. Một đường gạch như thế này là thường là nói về danh từ, nói về tên của một người nào đó, sẽ được gạch như thế ha. Các em mà đọc cuốn sách nào đều có những, nhất là tiếng cuốn sách của tiếng Trung, nó đều có một gạch mấy bên hông như thế này. Cái đó nói về tên của một người nào đó, hoặc tên của một động vật nào đó, tên một cái gì đó. Chào khai xin tờ, sang chén yến chê. Yến chê có nghĩa là nghênh đón. Nghênh đón. Chào khai xin thì đã vui mừng. Sang chén là hướng về phía trước. Có nghĩa là mỗi khi mà chị đi học về, chú chó mau mau này đã vui mừng, vui mừng hướng về phía trước để mà nghênh đón cái người chị đi học về theo cái hình ảnh như thế này ha. Mỗi khi chị đi học về là chú cuốn nó nhìn thấy là chạy xong tới liền và nghênh đón chị đi học về. Lúc này họ nói là sử dụng này đọc là sử dụng của Việt Nam mình. Sử dụng chô chấm chấm chấm, cái từ chô này họ chỉ mình cách dùng. Có gì bả xiên hậu pha sinh tờ sư. Xiên có nghĩa là trước, hậu có nghĩa là sau, pha sinh có nghĩa là phát sinh ra. Tờ sư, cái sự việc phát sinh ra. Có thể đem những cái chữ sự việc phát sinh trước và sau khi phát sinh của cô có sự việc gì đó. Chia chẩn ý chi hoa có nghĩa là dùng cái từ chô này để gắn cái câu nó thành một câu. Giống dĩ cái câu này có thể xé thành hai câu. Ví dụ như là mỗi khi chị đi học về, xáo cậu mau mau, không có từ châu này, có thể gắn ra một bên, nhưng mà người ta gắn thành hai câu, hai câu thành một câu. Thì cái cách này người ta dùng gắn từ châu vào, là cái ngữ pháp của người ta cách dùng là như thế. Chỉ cần gắn cái chữ này vào thì hai câu sẽ thành một câu văn dài hơn, và nó đầy ý nghĩa hơn. Đó là cách dùng của ngữ pháp của người ta. Đây là bài 5. Ủ rên sư biểu điểm phù hào. Rên sư có nghĩa là quen biết. Thông thường em nói, người ta hỏi em chứ, nì rên sư tha mà, bạn có quen anh ấy không? Không quen thì thôi, còn quen thì nói wǒ rên sư, tôi quen. Biểu điểm phù hào ở đây là cái dấu chấm than này được gọi là biểu điểm phù hào. Nó được gọi là chín than hào. Chín than hào được gọi là tiếng Việt mình gọi là dấu chấm than. Chín than có nghĩa là kinh ngạc. Cái dấu được khi mà nói về những cái câu kinh ngạc gì đó, nó sẽ xuất hiện ra. Và nó như một cái chài mà đánh bóng vậy đó, cái chài mà đánh cái trái banh này nè. Cho nên nó để biểu hiện một cái chài. Và trên này có ghi chữ là chín than hào. Dấu chấm than được gọi là chín than hào ha.
Ở bên này ví dụ họ cho mình ba cái ví dụ đều có cái dấu chấm than hết. Đều có chân thành hào hết. Ở đây, Mama de yin yue hui zhen hao tin. Mama de yin yue hui zhen hao tin. Có nghĩa là hội âm nhạc của mẹ thật là hay. Nghe thật là hay đó. Zhe dao cai. Zhe dao cai zhen hao chi. Có nghĩa là món ăn này thiệt là ngon. Thiệt là ngon. Tài hào lơ. Tốt quá rồi. Wo zhao dao. Qian bi he lơ. Hở ở đây là hộp, một cái hộp gì đó. Chém bị có nghĩa là bút chì. Nhưng cái hộp bút chì đều cũng gọi là hoặc cái hộp bút. Cái hộp bút hoặc cái hộp bút chì đều gọi là chém bị hở. Wo zhao dao là tôi tìm thấy. Tôi tìm thấy. Chỉ có ôn thi không? Không nha em nha, chị không có ôn thi. Chỉ có bài thi mà chị cũng chưa cho các em làm. Chị rất nhiều đề thi luôn mà chị chưa có cho các em làm ha. Để cho các em từ từ đi rồi làm quen hết chữ đồ này kia, hiểu rõ ý nghĩa đi chị dục bài thi cho các em làm. Lúc này chỗ bằng hành bằng chỗ chỗ bằng là cái cây này, cái cây chài này được gọi là chỗ bằng. Bằng chỗ là cái trái bóng chài này, trái bóng chài này. Ý đôi hào phẩn dồ, hai cái này không thể thiếu một cái rồi đó. Mà có cái này thì nhất định phải có bóng mới chơi được. Không có bóng thì không chơi được. Mà lúc nào có bóng rồi mình phải có cái này mới chơi được. Vì thế người ta nói là ý tôi hào phẩn dỗ. Ý tôi có nghĩa là một đôi ha. Hào phẩn dỗ là một đôi bạn tốt. Không thể tách lời nhau đó. Chính suy. Chính suy ở đây là cái cảm xúc của nó. Biên hoa chiều. Biên hoa có nghĩa là biến hóa. Biến hóa chiều ở đây là cầu, là trái banh. Huy băng là gì? Huy băng là phát cái bóng chạy đi. Chúng ta cầm cái chạy để mà phát bóng đi, gọi là huy băng. Bù sư sổ, không thất thủ đó. Là mình phát bóng đi, không bao giờ hụt hết trơn á. Không bao giờ lỡ tay, không bao giờ hụt tay bao giờ. Kiểu như là hai cái này, nó là bạn với nhau. Chỉ cần mình đánh nó, mình phát bóng đi, thì nhất định nó sẽ bay đi, chứ không bao giờ hụt, không bao giờ lỡ tay bao giờ. Ý nghĩa là như vậy. Biểu tả cảm thán là biểu đạt cái cảm thán của mình. Từ dù chi có nghĩa là cái ngữ khí. Hua, đọc xuống. Hua, gia trọng dù chi, hoặc là cho cái câu nói này được thêm nặng lên. Gia trọng là có nghĩa là thêm cho nó nặng hơn, cái câu ngữ khí này được nặng hơn. Khở zai ji zi jie shu shi, có thể sao, khi mà cái câu nói kết thúc, thì chúng ta có thể gia sang jin than hao là có thể thêm cái dấu chấm than đó. Cái cách dùng thì cũng giống như Việt Nam mình thôi. Cái cảm thán hoặc là cái gì đó làm cho cái câu nói nó được nặng hơn. Và bây giờ mình viết đi ha, phần giảng tới đó mình viết, sợ mình giảng nhiều mà mình viết không hết cũng vậy. Trước tiên mình sẽ viết cái bài số 3 này. Bài số 3 này. Không biết con để trên này nó nhìn nó rõ hơn không. Để nó thấy nó chói cái ánh sáng. 一年级课本应该是幼儿园的，这是一年级的，不是幼儿园的。幼儿园现在没有书本呢。幼儿园没有书本。幼儿园现在都没有教什么，都不能教他们了。他们现在去玩而已啊。他说什么？他们的手还没发育，所以不能让他们写字。 有啊，有是看地方。我女儿现在在读大班了，他们也没有读什么，他们也没有写字，也没有书本了。他们只有一个联络簿而已，没有写什么。以前我儿子在乡下读，还有写字。我女儿在台北读就没有写字了。有地方有，有地方没有。哎。 Hôm nay có cần viết lại performer không cả nhà? Hay là mình vào bài văn mình vừa viết, mình vừa ấy luôn ha. Vừa viết mình vừa coi cái gì luôn. Chói không nữa. San. Mama de yin yue hui
chúng ta viết từ mama, bộ nữ trước, bộ nữ trước, sau đó chúng ta viết bộ mã. Nhìn hoa chàng thấy gì mà thì hỏi con tại ghi bộ mama thì chúng ta viết, vẫn thích viết cái nét đó trước, xong đó bên này, sau đó ở bên này kéo xuống và bên này kéo qua. Mama. Cái chữ này vẫn thích cong như thế này. Có người là người ta không thích cong, người ta chỉ dạch như thế này thôi. Còn có người chữ này xin người ta viết trước, sau đó đến chữ này. Sau đó đến chữ này. Mama tờ. Chúng ta viết chữ tờ. Yên yê huệ. Gạch ngang một chữ này. Phết, sau đó gạch ngang, sau đó hai phết xuống. Và bên này gạch ngang nữa. Và dưới này còn in. Yeah. Chữ này lúc đọc l, lúc đọc yue. Chúng ta viết ở giữa trước. Viết ở giữa như thế này trước. Sau đó chúng ta sẽ viết giống như là ao, chữ ao vậy đó. Bên này có chữ ao. Và dưới này có chữ mu. In yue. Hui. Thì chữ huy này chúng ta sẽ gạch hai bên ở giữa một đường, mở cái hình chữ nhật ra, chia ở giữa ra chấm hai chấm. Ở dưới này có chữ yue. Mama tờ in yue huy. Để thấy cũng khó viết ghê chứ không vừa. Rồi mình viết phiên âm. M a ma. M a ma. Mama. Thì cái chữ ma này sẽ là âm thứ 5. Tờ. Tờ. Ờ. Tờ. In. Yue. Y. E. Yue. Chữ này đọc yue. Huy thì chúng ta có từ h. U. A. E. Huy. Huy. Mama tờ in yue huy. Khai sử lờ. Bắt đầu rồi. Đây là cái tựa đề. Cái tựa đề thì chúng ta cách nó ra đi, viết thêm một chữ nữa. Ôi, để vậy không có dễ viết. Má mà tờ yên yue huê khai sử lợ. 1, 2, 3, 4. Má mà tờ. Kéo xuống. Bên này. 1, 2, 3, 4. Và tờ. Thì chúng ta viết chú in trước. M a ma. M a ma. Ma ma tờ. Ôi trời, để về. Yên yue huệ. Chúng ta viết yên yue huệ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nhé cho cái chữ này. Sau đó chúng ta viết chữ yue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chúng ta có từ yue. Huy thì chúng ta viết nó 1 nét, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thì chúng ta sẽ điền cái âm này vào. In. I, N, IN. Y, E, YUE. HUI thì chúng ta H, U, A, I, HUI. Khai sử lờ có nghĩa là bắt đầu rồi. Chúng ta viết từ khai. Khai mệnh là khai. Mở cửa ra. Khai mệnh có nghĩa là mở cửa. Thì cái chữ khai này, chúng ta sẽ viết một cái cửa. Sau đó chúng ta sẽ một, hai đường dưới dài hơn, đường này cong, đường này thẳng, thì chúng ta có từ khai. Khai sử, cái từ sử này, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Khai sử có nghĩa là bắt đầu. L là rồi. Chữ này có hai nét viết. Thì chúng ta viết chữ khơ, ai, khai. Sử
từ sư này uống lưỡi. Sư. Âm thứ ba. Lờ. Lờ. Ờ. Lờ. Âm thứ năm. Ừ, bắt đầu rồi. Thì lúc này cái dấu chấm than của người ta, cái dấu dấu năm kiểu như là dấu chấm của người ta mình chấm vào, đó là dấu chấm của người ta ha. Nó được vòng tròn như thế. Cái đó gọi là chì hào. Xiên shì. Xiên, cái từ xiên này là trước tiên. Ờ, đi xiên ba. Ở từ xiên này có nghĩa là tiên, từ tiên theo nghĩa Hán Việt nó là tiên, ví dụ tiên sinh. Ờ, xiên sinh là chữ tiên này luôn ha. Xiên shì. Shì bù shì ta. Chúng là chữ shì này. Gạch ngang này kéo xuống. Phết. Na chú chú. Xiên shì. Thì chúng ta viết từ xì. Y. An. Xiên. Shì. Shì uống lưỡi. Shì. Chữ shì viết kỳ. Chín khoai. Từ chín có nghĩa là nhẹ. Hẳn chín na. Mẹ hồ trọng. Hẳn chín có nghĩa là nhẹ thôi. Những cái gì nặng, cái gì nhẹ đó. Thì chữ chín này có nghĩa là nhẹ. Chúng ta viết chữ xe trước. Bên này đóng nó lại và kéo xuống. Trước tiên chúng ta có chữ xe. Sau đó chúng ta gạch bên này ngang. Mở ba cái dấu này như ra. Ở dưới này có chữ công nữa. Thì chúng ta có từ chín. Chín này có nghĩa là nhẹ. Chín đi tiền. Nhẹ một chút. Từ chín này. Chi y ân chín. Từ chín này. Khoai. Khoai có nghĩa là nhanh. Chín khoai thì có nghĩa là âm nhạc dịu dàng. Âm nhạc dịu dàng thôi chứ không có ha, vừa nhanh vừa lướt qua thì có nghĩa đó. Thì chúng ta viết từ khoai. Hoặc chúng ta hay nói là khoai tiền. Cũng là từ khoai này. Nếu bảo tờ hào khoai, bạn chạy nhanh quá. Nếu chua tờ hào khoai, bạn làm nhanh quá. Cũng là cái chữ khoai này. Ta gạch qua, bên này phớt qua. Bên này phớt qua bên kia. Từ khoai. Từ này đọc là khơ. U ai khoai. Khoai. Tờ. Chữ tờ này thường là nì tờ, wò tờ, tha tờ. Hoặc là tờ trong một cái ví dụ của một cái câu nói nào đó. Trong một cái câu nói này nó muốn nhấn mạnh một cái ý nghĩa của nào đó thì dùng từ tờ này. Chữ này đọc là tờ. Chữ này là tờ. Chữ này đọc là ơ. Tờ. Âm thứ năm. Tờ. Thì bên trong họ có ví. Họ có ví cái tiếng nước kêu. Tiếng nước kêu thì bên Việt Nam mình không biết ví tiếng nước kêu là gọi là cái gì. Nhưng bên này gọi là hoa la la, hoa la la. Chữ hoa la la này họ không có viết ấy ha. Họ viết như thế này. Viết phiên âm. Hơ u a. Hoa. Hoa. Đây là chữ hoa. La. Lơ. Đây là chữ lơ. Kéo cái đầu ra. A. La. Hoa la. La. Thêm chữ la nữa. Hoa la la. Hoa la la. Đó là tiếng nước chảy. Thêm một chữ nữa. Hoa la la. Hơ. U. A. Hoa. La la, tiếng nước chảy. Ở Việt Nam mình chắc nói nước chảy róc rách chứ hả? Hoa la la. Rồi, đây là câu nói của nước chảy. Đóng nó lại. Chữ tiếng Trung phồn thể và giản thể có gì khác gì nhau chị ơi? Phồn thể viết tắt, phồn thể viết đầy đủ, giản thể viết tắt em nha. Giản thể viết tắt. Tà lấy sơ. Chứ sư giàu zi zi nó cơ ban tiền. Chị tà lấy sơ. Có nghĩa là chị nám đi đã bắn tia laser đó. Chị nám bắn tia laser. Cái chữ của tiếng bên Trung Quốc họ sẽ dùng viết tắt. Viết tắt để nhanh hơn, viết nhanh hơn. Còn chữ bên Đài Loan thì chữ đầy đủ. Gọi là phồn thể. Có nghĩa là chữ này được viết đầy đủ. Giống như chữ không của Việt Nam mình viết đầy đủ là K-H-O-N-G. Thì bây giờ có rất nhiều người viết bằng K-O hoặc là K-E-G. Cái đó gọi là giản thể. Còn đầy đủ thì gọi là phồn thể. Zài lại shì. Chúng ta viết từ zài lại. Zài lại thường là tái lại một cái gì đó. Cái từ zài. Một. Sau đó bên này. Hai. Ba. Bên này gạch ngang. Trên này kéo xuống. Và bên này kéo ra. Từ zài này. Zài lại á. Tới nữa đi. Làm tới nữa đi. Theo cái nghĩa tiếp. Một tới nữa luôn đi.
một cái gì nữa đó, tiếp tục đi. Sai lại thì chúng ta viết từ zi ai sai lơ ai y lại. Sai lại tiếp theo cũng có thể nói tiếp theo ha. Shì zhòng zhòng de, từ shì 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Shì shì bù shì nǐ, có phải bạn không? Cũng là từ shì này. Zhòng một phết ha, đầu tiên phết, sau đó gạch ngang. Bên này kéo xuống, bên trong đó đóng lại, dưới này một nét nữa. Kéo từ giữa này kéo xuống, gạch ngang. Thì chúng ta có từ zhòng. Zhòng cũng từ này có thể nói là nặng. Zhòng zhòng tờ có nghĩa là nặng. Thì chúng ta kéo ngang. Và kéo từ trên này kéo xuống, đóng nó lại. Zhòng zhòng tờ nặng. Ý là cái âm nhạc lúc đầu thì nhẹ, lúc sau thì nặng nặng. Nặng là để làm gì? Ca sĩ gọi là cơ xin. Qua chi, qua chi là tiếng Thái gì? Tiếng của gì gọi là cơ xin. Cơ xin. Cơ xin chứ. Cơ xin. Cơ xin. Sư từ sư này uống lưỡi. Sư trọng từ sư này cũng lưỡi. U ân trọng. Trọng trọng tờ. Tờ. Trọng trọng tờ. Khâu khâu khâu. Những cái âm thanh này họ đều viết bằng họ đều viết bằng cái gì? Chu in thôi chứ không có viết chữ ra. Khô. Khơ đây là chữ khơ. Ô khô. Đây là chữ khô. Và khơ u khô. Đây là chữ cái tiếng con dao mẹ đang dùng sắc đồ ở trên cái thớt, nó có tiếng này. Khô khô khô. Khô khô khô. Việt Nam mình nói khô 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 khô. Hết hợp đồng. Hết hạn hợp đồng, hở duyệt tàu chỉ. Hở duyệt tàu chỉ là hết hạn hợp đồng. Và tiếp theo là ý xa chỉ sư chẳng chẳng tờ. Một lát thì nó âm thanh nặng, một lát thì âm thanh nhẹ. Ý xa chỉ thì chúng ta viết cái từ ý xa chỉ. Ý thì một chữ như thế này thôi. Xa, xa lại từ xa. Khoai xa lại. Xa có nghĩa là xuống. Xa có nghĩa là xuống. Xa lại xuống đây. Ý xa chỉ là một lát thì như thế nào đó. Ý xa chỉ. Thì cái từ này đọc là ý. Xa. Chữ đó lúc thì đọc y, lúc thì đọc ý ha. Xia. Xa. Lúc này âm thứ tư, nó đứng gần âm thứ tư, nó sẽ đọc ý xa chỉ. Ý xa chỉ một lát thì như thế nào? Thêm từ sư vô nữa, mới sẽ là một lát thì. Sư. Ý xa chỉ sư trần nhân. Sư. Chẳng chẳng đồ là có nghĩa là âm thanh nó dài dài. Cái chữ này cũng là hai cách đọc chữ này. Lúc thì đọc chẳng ta tờ chẳng. Lúc thì đọc chẳng. Bên này kéo lên, bên này phớt, na chú chú. Chẳng. Một, hai, cái này viết trước cũng được. Sau đó dưới này kéo lên, bên này đá nó ra. Chẳng chẳng. Tờ. Chúng ta viết từ tờ. Chẳng chẳng tờ. Có nghĩa đến nhấn mạnh cái từ sự dài của nó. Chúng ta viết từ phiên âm. Sư chẳng dài. Chữ này sẽ đọc viết là chư. Chư uống lưỡi ha. Ân chẳng. Lúc thì đọc chẳng. Chẳng ta tờ chẳng. Lúc này đọc chẳng có nghĩa là dài. Chẳng chẳng tờ. Âm thanh dài đó. Tờ ở tờ. Cha 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 có nghĩa là âm thanh này dài hơn tại vì mẹ đang nấu ăn. Mẹ đang nấu ăn, mẹ xào rau. Cái tiếng cha 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 này là cái tiếng xào rau. Tiếng xào rau. Thì chứ, đây là chứ, chữ chứ. Và đây là chữ a, cha, 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 cha. Đó là tiếng xào rau của mẹ. Thêm chữ chứ và chữ a, đây là chữ a của Đài Loan. Và
一下子是短的. 一下子是短的. Thì chúng ta biết từ 一下子. Một, hai, ba. 一下子 là một lát. Cơ bì đã chú ý xế chua là cơ bì trông cơ bì nà một chữ 一下子. 隔壁的注音 是哪一个字? 你说哪一个字? 再来 是 你说 妹妹你说哪一个字? 佳佳你说哪一个字? 一下 답송 字 一下子 你说哪一个字? 妹妹 哪一个字? 写错了 好, 一下子是短短的, 一下子是短短的, 답이도是, 겟냥, 겟수, 바벤나이, 是, 短短, 就 短了, chúng ta sẽ viết, 1, 2, 3, 4, 5, chữ này viết trước, ha. Sau đó chúng này, gạch ngang một đường, mở một cái ô ra, và bên này chúng ta phết hai dấu xuống gạch ngang thì chúng ta có chữ toàn. Toàn có nghĩa là ngắn. Toàn có nghĩa là ngắn thì lúc này là toàn toàn. Âm thanh của mẹ lúc thì dài lúc thì ngắn, có nghĩa là tùy theo cái lúc mẹ nấu, mẹ đã dùng cái âm, mẹ đã dùng rau, dùng sắt, dùng rửa nước này này kia ra sắt rau rồi đó. Thì ba đa phần là cái âm thanh dài nhất là cái âm thanh xào rau. Đối với bên Đài, âm thanh dài nhất là âm thanh xài rau. Và âm thanh ngắn nhất là âm thanh đem đi chiên. Thì lúc này em nói toán toàn tợ. Có nghĩa là âm thanh ngắn. Tợ. Thì cái chữ tờ này, ở đằng dưới này có cái âm thanh của nó là bua, bua, bua. Có nghĩa là đem đi chiên cái gì đó. Nó nói bụp, 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 bụp. Bua. Pơ, đây là chữ pơ ha. Đây là chữ ô. Bua. Đây là nhiều chữ lắm nhưng mà bố viết đại khái 3 chữ đó thôi. Họ viết tới 6-7 chữ luôn. 6 chữ. Đó là cái âm thanh chiên cá. Hoặc là âm thanh chiên một cái gì đó nước. Cái dầu mỡ nó bắn nó kêu. Ý trận là một trận. Thì chúng ta biết từ ý. Đây là y. Lúc đọc y, lúc đọc ý. Trận. Chữ này nó nằm bên trái thì chúng ta có biết nó là phụ bù. Bên này bên trái chúng ta viết như thế này xuống, kéo xuống ha. Và gạch ngang. Ai họ Trần cũng là cái chữ này. Chữ này lúc đọc Trần, họ nói về họ Trần là đọc Trần. Không phải cái này đọc Trần trong ngoài Trần. Chữ này đọc Trần. Kéo xuống. Từ Trần là cái hai cái đuôi nó kéo ra. Đọc là Trần. Ý Trần là một trận. Ý chân là một trận. Chữ đọc này là ý chư, chư uống lưỡi. Ân, đây là chữ ân. Ân, chân, âm thứ tư. Ý chân là một trận. Một trận gì? Yên yue, âm nhạc. Trận yên yue, thì chúng ta viết từ yên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yên. Chữ này đọc là y, ân, yên. Yên. Và chữ yue, chúng ta viết chữ yue. Yue, chúng ta viết chữ giữa trước. Chữ. Và bên này có chữ ao. Bên này có chữ ao nữa. Và bên này mù bù kéo xuống. Bộ mọc nằm bên dưới. Yue. Chữ này đọc là yue. Lúc thì đọc lơ, lúc thì đọc yue. Chúng này đọc yue. Qua hậu là đã qua đó. Là đã qua. Cái chữ đó mới là chữ trần đó. Trần bội tha tịnh. Trần bội chinh chinh. Tịnh. Trần bội tịnh ha em ha. Trần bội tịnh. Cái chữ đó mới là trần. Còn gạch dưới. Chữ này là trần. Chữ này là trần. Ở dưới này có chữ xe. Thì nó là trần. Nó là trần. Còn cái chữ này.
kéo xuống, đá hai chân. Nó là trần, họ trần. Họ trần là chữ đó. Nó khác nhau. Cái thì gạch ngang, cái hay đá hai chân. Một cái là một trận. Một trận gì đó đi qua. Còn bên kia là họ trần. Nó khác nhau ở cái hai cái nét đó thôi. Yên yue. Yên yue, qua hậu. Thì chúng ta viết từ qua. Qua lại á. Qua đây đi. Cũng là cái từ qua này. Từ qua này nó hơi khó viết một tí xíu là nó cái nét này. 1, 2, 3, 4. Sau đó bên dưới 5, 6, 7, 8, 9. Bên này có chô bù. Kéo qua. Chúng ta có từ qua. Qua lại à. Qua đây đi. Qua hậu là sau khi đi qua đó. Sau khi qua. Đây là chư bù. Chư phân là chư. Nói hậu. Trên này ví dụ như là chữ ao vậy. Và phết bên này kéo qua. Và chúng ta có từ hậu. Hậu miền tờ hậu. Lúc này đọc qua hậu là sau khi qua đó. Qua. Cơ. U. Qua. Qua. Hơ. Âu. Hậu. Qua hậu. Dấu phẩy của người ta đưa xuống. Nó giống như con nồng nọc vậy đó. Yêu xiang yêu hào chi. Vừa thơm vừa ngon. Chúng ta viết từ yêu. Một. Bên này cắn cái đầu nó này. Kéo ra ha. Chúng ta có từ yêu. Vừa thơm. Từ yêu này có nghĩa là vừa như thế nào. Sau đó vừa như thế nào. Yêu xiang. Thì cái chữ xiang này phết như thế này. Gạch ngang qua. Kéo xuống. Đá hai chân. Ở dưới này chúng ta có chữ nữa. Yêu xiang. Vừa thơm. Yêu hào chi. Yêu hào chi. Chúng ta viết chữ bộ nữ và bộ tử. Hào. Chi. Chúng ta dùng miệng để ăn một khẩu trước. Sau đó bên này phết một cái đá lên. Bên này một nét cho đi qua luôn. Yêu chi. Yêu hào chi. Chúng ta viết phiên âm trước. Yêu. Y. O. Yêu. Yêu. Xiang. Xi. Y. Ang. Xiang. Yêu. Y. O. Yêu. Hào. Hơ. Ao. Hào. Chư. Thì lúc nãy cái chữ chư đó. Biết yêu thôi. Yêu xiang yêu hào chư. Tờ cài. Tờ này là nhấn mạnh cái rau đó. Tờ cài. Của một cái gì đó. Của một cái gì đó. Thì cái từ tờ này là của cái gì? Của cái món rau. Tờ cài. Chữ này viết phiên âm trước đi. Khỏi chạy tay chạy lui. Tờ. Ờ. Tờ. Tờ. Cài. Cái từ cài này thì chúng ta sẽ phết nó. Bộ thảo trước. Cài trên này có bộ thảo. Có em sẽ nói là chị ơi nó gắn liền mà. Đúng rồi. Khi mà nó được mọi người viết thì nó sẽ gắn liền như thế này. Nhưng mà đúng nét thì nó là như thế này. Tại vì người ta cũng muốn viết tắt để đỡ nét nào hay nét đó. Cho nên là trong thực chất nó là 4 nét. Nhưng mà ngoài đời thì người ta viết thành 3 nét là cũng đúng. Ha, cũng đúng. Và bên này sẽ phết qua. Phết một nét nữa. Ở bên dưới này. 1, 2, 3. Rồi sau đó chúng ta gạch ngang. Kéo ở giữa này kéo xuống. Đá hai chân. Thì chúng ta có từ cài. Cài. Ni hao, bạn không vào TikTok à? Chào bạn. Vì bạn không vào TikTok hả? Là sao? Cài từ này có nghĩa là rau là cải. Là rau là cải. Chi. Chi. Ai. Cài. Cài. Jiu shang zhuo le. Jiu. 1, 2, 3, 4, 5. Số này xuống. 6, 7, 8. 9, phết qua, bên này gạch qua, bên này thì chúng ta có từ chô. Chô, sang, gạch ngang. Sang. Chua, chua là cái bàn. 1, 2, 3, 4, sau đó chúng ta gạch ngang. 5, 6, và bên dưới còn bộ mộc. Kéo ngang, kéo xuống, đá hai chân. Cái bàn làm bằng gỗ mà, chua. Chua chữ tờ chua. Chua này là cái bàn. Nó làm bằng gỗ cho nên đặc biệt là nó bộ thủ của nó là bộ mộc. Hey,
Thì lúc này cái từ chiều này là bộ chi chi y o chiều sư này uống lưỡi sư ăn sang chua từ chi này uống lưỡi luôn chi u o chua lờ lơ ờ lờ là đã lên bàn rồi đã lên bàn rồi nhưng nhìn khó quá cô. Không khó đâu. Mới lần đầu nhìn thì thấy khó chứ nhìn từ từ không khó đâu nha. Mỗi tối Vân đều có phát lại bên kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài Loan. Có thể sang bên đó luyện thêm một lần nữa là sẽ nhất định sẽ nhớ ngay thôi. Rồi. Mama de yin yue hui zhen hao tin. Thì lúc này chúng ta chấm một cái. Mama de là mẹ. Thì chữ ma là đầu tiên là bộ nữ trước. Và gạch ngang kéo xuống ở bên này cốc lên như này bốn nét bên trong đây là chữ má má mà bên này thêm bộ nữ nữa kéo cái chân hay không kéo cái chân không quan trọng ha bộ đó là bộ nữ người ta sẽ viết cái chữ nữ không viết như thế nhưng mà mình quyết viết quen rồi mình viết như thế nó cũng không thành vấn đề ha không thành vấn đề người ta sẽ viết như thế này có người sẽ viết như thế này đều có người viết như thế nào, có người viết hết ha, tùy bộ nữ tùy người viết, thì Vân hay thích cong nó lên, thích cong nó lên, cô giáo có chưa bao giờ bắt lỗi điều này hết, cô giáo nói được không sao hết, và đó là mình viết đúng nét, từ khi mình học viết đúng nét xong mình muốn làm cho nó đẹp lên chỗ nào thì tùy mình làm, má ma tờ, thì chúng ta viết từ tờ. Má mà tờ yên yê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yên yê chúng ta điền phiên âm trước đây là chữ M của Đài Loan đọc là mơ đây là chữ A của Đài Loan đọc là A ma âm thứ nhất chúng ta đọc ngang thôi ma 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 nhưng mà lúc này thì má mà họ lại kéo như thế. Mama. Mama. Tờ. Đây là chữ tờ của Đài Loan. Việt Nam mình có chữ tờ. Đây là chữ ơ của Đài Loan. Tờ ơ tờ. Lúc này đọc tờ. Âm thứ 5. Tờ. In. Thì có y, n, in. Việt Nam mình có y, n, in đó. Và Việt Nam mình có y, n, in. Ngày mai TikTok bị cấm ở Đài Loan. Thật à? Nói vậy thôi chứ chị cũng không biết nữa. Chị cũng không rõ nữa. Yên yue là âm nhạc. Chúng ta biết từ yue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đây là có chữ yue. Chữ này đọc là y, e, yue. Y, e, yue. Huy. Huy này, yên yue huy có nghĩa là, cái này là, chữ huy này là hội. 2 rồi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gạch ngang nó. Ở dưới này còn, đóng nó lại. Đây là chữ huy. Chữ này đọc là h, u, a, y, huy. Chân, từ chân này, chân thật mà. Chân có nghĩa là thật là chân. Thì chúng ta gạch ngang một đường, phết nó ra. Ở giữa này chúng ta chia ra hai này. Bên trong có ba nét. Sau đó gạch ngang cái chân nó. Đá hai chân xuống. Từ chân ta ma. Từ chân có nghĩa là chữ này ha. Chân. Chữ này uống lưỡi. Chữ. Ân. Chân. Hào thiên. Hào. Hào này có nghĩa là tốt. Hay. Tốt hay gì đó. Đó là chữ này luôn. Thiên. Cái chữ thiên này, nó hơi nhiều nét, nó hơi khó viết một tí xíu. Chúng ta viết chữ thiên. 1, 2, 3, nét dưới này dài hơn ha. Bên trong hai nét, kéo này qua. Dưới này có bộ ngọc. Sau đó bên này phết, kéo xuống, mở một cái ô chữ nhật ra, đánh hai dấu bên trong, đóng lại. Gạch ngang một cái đít, dưới này có chữ tâm. Đây chúng ta có chữ thiên. Thiên là nghe,
nó trên hậu thiên có nghĩa là nghe rất là hay. À, chúng ta có chữ hậu hơ, đây là chữ ao hậu. Thiên thì chúng ta có chữ thơ, đây là chữ thơ. Y ân thiên, trên hậu thiên có nghĩa là nghe rất là hay. Và đây là cái cảm thán của cô bé, nói như thế thì dấu chấm than. Chinh thanh hậu, cái cảm thán của cô bé. Chị ở bên đài 19 năm nha em nha. Chị có vào trường học mà. Các em nào mà cô dâu chú rể ở đài thì các em vào trường học đi. Chị có vào trường học ha. Thì những cái chữ mà chúng ta cần viết hôm nay nó đã bao gồm trong cái tập bài này rồi ha. Chị sẽ không viết riêng cho các em. Chị cho các em xem qua rồi cho các em thì nhận diện nó rồi đó. Những cái chữ mà chúng ta cần viết của ngày hôm nay, ví dụ những cái chữ là ma, mama từ ma mẹ đó, yên yue âm nhạc, hội, đây là cái hội âm nhạc này, yên yue hội. Từ sử này giống như nãy nói, khai sử bắt đầu là từ sử này, lại của lại á, từ lại này. Thông thường những cái câu này người ta sẽ bắt mình, trong trường học cô giáo sẽ bắt mình đặt câu, nhìn cái chữ này và đặt thêm một câu nữa, ví dụ như ma, có từ ma này có từ nào gần, mama. Còn từ in, sân in. Còn từ yue, lúc này đọc yue thì nó có liên quan tới âm thanh. Yue qi, những cái đồ mà chơi nhạc đồ đó gọi là yue qi. Hui, từ hui này có gọi là hội, lúc này gọi là hội thì có hui yi, hội nghị. Từ shi, khai shi, bắt đầu. Lai, qua lại. Thì thường là các em lớp 1 là phải nhìn chữ này rồi đặt thêm cái chữ vô nữa. Từ trọng, hình trọng, rất nặng. Còn toàn, có thể nói là trắng toàn, dài ngắn. Chữ toàn này có nghĩa là ngắn, trắng toàn có nghĩa là dài ngắn. Trận, ý trận, một trận. Qua chữ lợ, chuyện đã qua rồi. Hậu, cũng có thể đặt câu là hậu miền, ở đằng sau. Chí, hào chí, tự mình đặt câu vào. Chị ở Đài Bắc nha. Nhưng mà giờ chị đang còn đặt chân ở chị đang ở khu này là khu Chủ Đông, Chủ Tôn ha. Chị đang ở Chủ Tôn. Cái gì mấy đứa nhỏ nó xuống nhà cô nó chơi. Chứ chị giữ nó, hôm nay nó ở nhà nó, chị giữ nó không có trực tiếp gì được hết. Chị dắt kêu ba nó dắt mấy đứa đi chơi. Mà chị cũng đi theo luôn, chị đang ngồi trên cái xe của chị. Chị đang ngồi trên xe chị trực tiếp. Cài yuán, vườn rau. Cái từ cài này mình có thể ghép với từ cài yuán, vườn rau ha. Từ chiều, chiều sư mà ai đang nói gì nói đúng cái mình, cái bên người ta mà nói chiều sư mà, đúng là như vậy mà, thật là như vậy mà. Chiều sư mà. Ngày mai bị cấm hả? Chị cũng không rõ nữa, để chị coi sao. Cấm thì mình tính sau, cấm thì mình nhảy qua Facebook, nhảy qua YouTube mình trực tiếp. Các em lỡ mà tìm không thấy mà bị cấm thì các em cứ chạy vào kênh YouTube của chị, kênh Facebook của chị, chúng ta tiếp tục học. YouTube của chị là Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài Loan, Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài Loan. Còn Facebook của chị thì các em gõ cái chữ sầu diễn sử thẳng lên trên Google thì em sẽ tìm thấy được cái kênh Facebook của chị. Nếu mà bị cấm thật, không chơi được thật thì chúng ta vào Facebook, chúng ta chơi. Không có đường nào cản trở được việc chúng ta học hết á. Chúng ta có thể chơi trên Facebook, trên TikTok, YouTube. Các em gõ chữ này lên trên Google thì các em sẽ tìm thấy chị, kênh YouTube, Facebook của chị. Nó dễ hơn. Cấm thì bị vào Facebook, đúng rồi. Không có đường nào mà cản được chúng ta học tập hết. Cái đó là chắc do cấm mấy em học sinh thôi, cấm mấy em học sinh ở trong trường chơi thôi, không cho mấy em học sinh ở trong trường chơi chơi mấy cái đó, tại vì nó đang còn nhỏ, nó đang cái tuổi thanh xuân, rồi nhiều lúc nó học rồi nó không lo học, rồi nó cứ chơi TikTok á, rồi ảnh hưởng đến bài học, cho nên là cấm các em học sinh không chơi, cho nên là không cho các em học sinh đem điện thoại hoặc đem có kiểm tra các máy của các em nào chơi TikTok thì cấm. Không cho chơi, tại vì đa phần mà chơi cái này rồi sẽ bị ghiền, ham chơi và phải trả lời tin nhắn. Thì đâu có thời gian nữa đâu mà học, vì sẽ rất là ảnh hưởng cái bài. Cấm người trong nhà nước thôi, cấm các em học sinh thôi à, đa phần là cấm các em học sinh. Hoặc là cấm nhiều lúc những cái gì đó trong nước người ta không muốn bộc lộ ra ngoài, mà chơi trên TikTok thì bộc lộ ra hết. Hoặc là trong các em học sinh bây giờ phải lo học hành, ôn thi, mà các em cầm điện thoại cả ngày thì làm gì có học thời gian học bài. Đúng không?
Cho nên là thành ra họ cấm là như vậy. À, đúng, TikTok nghiện, chơi nghiện đó. Có hôm học sinh mà chơi nó nghiện rồi, nó đăng hình lên, nó thấy nó đam mê rồi. Với lại cái nó có màng lọc đó, đứa nào lên cái mặt cũng đẹp như tiên hết á. Cho nên là nó có cái màng lọc, màng lọc rồi đứa nào chơi cũng thấy ham hết. Bắt đầu gắn những cái bài nhạc gì lên là hót, là đam mê rồi nhảy theo, thì không có thời gian học bài nữa. Nhất là những mấy đứa mà đang học vào đại học, vậy là rất là hại luôn. Cho nên là người ta cấm là đúng thôi. Em ghi YouTube của chị để em vào tìm. Ok, em ghi là đi. Ừ, em ghi kênh Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài Loan vào lại đi. Rồi, tiếp theo mình sẽ viết cái từ lúc nãy nói từ sai rồi, từ chiều là. Thì lúc này chúng ta viết từ chua. Chua này có thể chúng ta đọc từ chua zi. Chua zi có nghĩa là cái bàn. Chua này là cái bàn. Chân, chân tờ. Thật hả? Chân tờ mà? Chân sự, thiệt là. À, từ chân này. Chân hộ là hàng thật. Ha? Chân hộ là hàng thật, là cái từ chân này. Rồi, chúng ta sẽ viết tiếp về những cái từ đó. Đó là những chữ chúng ta chỉ cho các em nhận dạng. Tại vì những cái chữ đó trong bài văn lúc nãy chúng ta đã viết qua hết rồi. Cấm học sinh thôi. Chị nghĩ là cấm học sinh thôi, để cho mấy đứa nó yên tâm nó học hành. Chứ làm vậy cho TikTok riết rồi thời gian đâu nó học hành, rồi thi cử thì sao. Nếu mà cả một cái trường Đài Loan, tất cả các em mà đang học đại học Đài Loan thì biết bao nhiêu em bây giờ em nào cũng ghiền TikTok hết. Em nào cũng ghiền giờ đầu điện thoại hết, trên tay em nào cũng có điện thoại hết. Nếu mà em nào cũng chơi thì Đài Loan nhân tài thất bại trên TikTok à. Thất bại, nói chung là thất bại trên cái điện thoại. Thất bại trên cái điện thoại. Cho nên là không lo ôn bài không ấy điều thì tiêu toan rồi đó. Chúng ta viết từ 我会认字. Chúng ta phết một cái gạch ngang qua tới bên này ha. Bên này kéo xuống, đá lên. Và bên này cong qua. Chúng ta có từ 我. 我会. Là tôi biết. Lúc này là từ này là biết chứ không phải là hội nữa ha. Lúc này là biết chứ không phải là hội. Giữa chia ra. Và bên này 我会. 认字. Rèn ở đây có nghĩa là nhận. Rèn thì dẹn bu trước. Ở bên này kéo qua, kéo xuống. Thì bên này dưới này có chữ tâm nữa. Rèn, chữ rèn. Zì có nghĩa là chữ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chữ zì này có nghĩa là chữ. Hai, hai, xuyên xuyên. Wǒ, chữ u. O, wǒ, hē, wú, a, huì. Rèn, rì này. Ân, rèn. Rì, ân, rèn. Zì, tưởng này, zì này không uống lưỡi. Âm thứ tư. Wǒ hē rèn zì. Có nghĩa là tôi nhìn chữ, tôi biết đọc đó. Nhìn chữ là biết nhận. Cái từ. Chữ này là chữ có hai cách đọc. Chị viết cái chữ ra. Màu đen. Chữ này lúc thì đọc L, lúc thì đọc Y. Chữ có hai cách đọc. Cho nên họ chưa viết phiên âm ra. Tủ in bù thổng. Tủ in là cái cách đọc, cách đọc cái âm thanh của nó. Tủ thì chúng ta viết chữ tủ. Tủ su là tủ ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viết chữ này trước. Sau đó bên này 8, 9, 10. Nó mở cái hình chữ nhật ra. Ở bên trong có hai nét. Đóng nó lại. Ha, trước tiên như vậy. Ở dưới này có chữ P. Hai nét bên trong đóng lại, đá hai cái chân ra. Đá hai cái chân ra bên này. Thì chúng ta có từ tủ su từ tủ. Tủ in là cách phát âm. Cách phát âm của nó. Tủ in bù thổng, không giống nhau. Từ bù. Bù thổng, gạch xuống. Bên này kéo qua. Bên này một gạch ngang, một cái ô vuông. Bù thổng có nghe là cách đọc. Từ này yue. Nhìn số yue mà. Chắc cơ hai bố chưa tạo. Tủ in cho nên tủ. Tủ in i n in bù bơ u bù thong
thơ u ấn thống. Ý sư dạ bù ý yàng. Cái ý nghĩa của nó cũng không giống nhau. Ý sư, cái từ ý ý tờ ý. Lúc này viết cái chữ này, gạch ngang. Ở dưới này có yue, dưới này có tâm. Ý ý tờ ý. Ý sư là cái ý nghĩa của nó. Thì trước tiên chúng ta viết bộ chữ điền, thiện sư. Sau đó chúng ta viết chữ tâm, xin bù, xin chữ. Thì chúng ta có ý sư. Dạ bù ý yàng. Dạ bù ý yàng. Thì chúng ta viết chữ dạ. Có nghĩa là cũng. Dạ. Chào mừng là? Hả? Ây dồ, quan bù tông à? Dạ bù. Chúng ta viết chữ bù. Cảm ơn. Ây dồ, xin đi tiền thôi. Thôi quảng hâu lưu à, chứ xếm miền. Quan mấn. Quan mấn. Thảo nó một khoai cơ mà. Chi tôi soạn là. Nó lấy đồ chơi mà làm hết hồn. Nào là tông à? Thôi. Thôi à. Yeah. Bù ý. Nên này đọc ý. Hảo, chúng ta biết chữ y sử. Y, âm thứ tư. Y, sử, sư. Chạy cho chó đuổi đi con. Y sử, âm thứ năm. Y sử. Dẹ, y, e, dê. Lúc này đọc dê, nhưng mà nó đọc dẹ mà. Dẹ, thì lúc này là âm thứ ba. Dẹ. Bù, bơ, u, bù. Ý, âm thứ hai. Đọc ý, đọc lên. Yang. Yang thì có y kết hợp với ăn thì chúng ta đọc yang mà. Y ăn yang bình thường chị đều viết khắc câm này cho các em xem rồi mà. Y ăn yang nhưng mà đọc yang thì là âm thứ tư đọc xuống. Đúng không? Vừa viết mà vừa điện luôn cái âm thanh của nó. Tại sao nó đọc yang, tại sao nó đọc yang? Yang là âm thứ tư thì chúng ta đọc xuống gật đầu yang. Còn yang, yang thì nó là âm thứ nhất. Thì cái từ dăng này chậm vào dăng, từ dăng. Thì chúng ta viết bộ mọc trước, kéo xuống. Bên này phết, bên này qua. Đây là bộ mọc trước tiên. Bộ mọc trước, sau đó chúng ta sẽ viết bộ dẫn phụ, bộ dê. Con dê đó. Đây là chữ của con dê. Dẫn. Sau đó bên này chúng ta sẽ chấm một cái. Chấm một cái phết bên này, kéo xuống. Và bên này kéo ra. Thì chúng ta có từ dặn. Và cái từ yue này họ sẽ viết là yin yue. Yin yue có nghĩa là âm nhạc. Thì lúc này đọc yue ha. Nó bị mờ mờ. Chúng ta viết từ yin yue và yin ngang. Và bên này kéo xuống. Đây là yin và đây là yue. Yên yue thì thường nói về âm nhạc. Thì lúc này sẽ dùng từ yue. Yên yue. Y, ân, yên, y, e, yue. Là âm nhạc. Và yue chỉ là nhạc khúc. Mà chúng ta viết từ yue chỉ. Thông thường hai chữ này nó muốn cách. Cách với nhau thì họ không đánh dấu phẩy. Mà họ viết cái chữ này. Họ viết cái dấu này. Nói về trái cây nè, nói về tên các loại hoa. Cái loại hoa này xong cách cái chữ để cách ra để viết cái tên của hoa khác. Hoặc là trái cây này, trái cây khác, họ sẽ viết cái này. Hoặc là nhạc này, nhạc kia, họ sẽ cách cái dấu đó. Chứ không phải là cái dấu phẩy ha. Và yue chu, yue, yue chu. Chúng ta viết từ yue. Bên này gạch ngang, kéo xuống. Yue chu là khúc. Chữ này đọc là khúc. Chúng ta một gạch, gạch ngang như thế này, kéo qua. Và bên trong này gạch ngang cái nữa, ở trên này kéo xuống hai chữ, đóng nó lại thì chúng ta có chữ khúc. Chữ này đọc là chi yu chữ. Chữ này đọc là yue. Yue chữ có nghĩa là nhạc khúc.
我喜欢听音乐 là tôi thích nghe nhạc. Chúng ta viết chữ 我 u o u nhưng mà đọc là 我 thì là âm thứ ba. À, 我喜欢 là tôi thích. Chúng ta viết chữ 喜欢 một hai ba bốn năm sáu. À, chữ này trước. Sau đó 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chúng ta có từ xì. Hoan. Hoan thì bên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Được chưa? Bên này. 19, 20, 21, 22. Chữ này 22 nét. Chúng ta có từ hoan. 我喜欢 là tôi thích. U, o, u, wo. Âm thứ ba. Xì, xì, y, xì. Hoan, hơ, u, an, hoan. Hơ, u, an, hoan. 我喜欢 là tôi thích. 我喜欢什么? In, 听音乐. Tin. Chúng ta đi từ tin. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai. Đây là chữ thiên. Thơ, y, ưng, thiên. Thiên có nghĩa là nghe. Thiên yên yê có nghĩa là nghe nhạc. Nghe nhạc. Thì chúng ta viết từ yên yê. Trời ngày càng tối ha. Yên yê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yên. Yê, chúng ta viết từ yê. Cái chữ giữa này cũng có thể ốm một tí xíu, đỡ mập mập cũng được. Viết to to mập mập nhìn cái chữ nó tròn ra cũng được. Nói chung là tùy nét bút của mọi người. Nhiều người thì viết nó mập mập tròn tròn, nó dễ thương hơn. Yên yê, y, ân, yên, y, e. Yue. Yue. In yue là cái âm. In là âm thứ nhất. Yue là âm thứ tư. In yue là âm nhạc. Hoặc còn gọi là nhạc. Tôi thích nghe nhạc. Lúc này đọc nhạc thôi. Không cũng được. Khỏi cần nói âm nhạc. Rồi lúc này đọc khoai lơ. Lúc này hết đọc yue rồi ha. Đổi qua chữ khoai lơ. Chữ lơ này. Bây giờ đọc khoai lơ. Đọc lơ. Lúc này đọc yue. Còn giờ đọc. Ví dụ như khoai lơ. Chúng ta viết chữ khoai lơ có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc. Đây là chữ khoai. Và đây là chữ lơ. Nó là chữ có nhiều cách đọc. Vì thế khi đọc xong chữ duê mà không đọc chữ lơ thì nói, ủa bữa nghe nói là chữ duê mà sao lại đọc chữ lơ? Nó đọc chữ lơ. Lúc này đọc khơ u ai khoai. Khoai điện. Từ khoai cũng có nghĩa là nhanh, cũng có nghĩa là sắp ha. Sắp Tết rồi. Khoai cua niên lơ. Sắp Tết rồi. Khoai điện, nhanh lên. Nó có nhiều nghĩa ha. Nó là một là nhanh lên. Hai là sắp rồi. Sắp gì đó. Sắp Tết rồi. Sắp đến rồi. Sắp ăn hết rồi. Khoai chư hoàn lơ. Sắp ăn hết rồi. Khoai tao lơ. Sắp đến rồi. Khoai cua niên lơ. Khoai cua lại. Mau qua đây. Thì còn lúc này là khoai lơ có nghĩa lại là vui vẻ, nó cũng không nghĩa là sắp hay là nhanh nữa, mà nó nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc. Khoai lơ thì chữ này đọc là lơ ở lơ. Khoai lơ có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc đó. Còn hoan lơ thông thường thì chúng ta ăn sinh nhật, các bạn chơi với nhau đông đúc với nhau là rất là vui. Rất là vui thì gọi là hoan lơ. Thì cái chữ hoan này nó giống như cái chữ xì hoan tờ hoan như vậy đó. Xì hoan tờ hoan. Y chang cái chữ xì hoan tờ hoan. Nó là sự xì hoan tờ hoan luôn đó. Dưới này kéo qua. Ở bên này có chữ chiên bù. Hoan. Chữ hoan lơ. Chúng ta viết thêm chữ lơ xuống thôi. Cái bàn nó thấp hơn cái ghế, Vân ngồi, Vân đưa cái lưng qua. Mỏi cái lưng. Ngồi trên xe. Hoan lơ. G
chữ đọc là h u an hoan l e l hoan l có nghĩa là vui vô cùng luôn và 我们快乐的唱歌唱歌唱歌 我们 chúng ta biết 我们 là chúng tôi 我 我们 đây có bộ nhân thêm mở cánh cửa ra nữa thì chúng ta có chữ 我们 là chúng tôi ha 快乐 là vui vui vẻ ca hát đó chúng tôi vui vẻ ca hát thì chúng ta viết chữ 我 mình chữ mình này sẽ là âm thứ 5 của mình là âm thứ 5 khoai khơ u ai khoai khoai lơ thì chúng ta viết chữ lơ nó bị mờ rồi nè tối nó lờ khoai lơ viết chữ đen coi nó nhìn nó sáng hơn không? Bên này kéo xuống, mở ra. Khoai lơ. Thì chữ này đọc là L. Khoai lơ. Tờ. Chàng cơ. Tờ. Thì chúng ta viết từ tờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nét. Chàng thì dùng miệng để hát bộ thủ khẩu. Ở bên này. Yue. Ở dưới này có thêm một chữ yue nữa. Chàng. Chàng hát là cái chữ này. Cơ. Cơ này. Chữ này là không phải là anh trai. Chữ đầu tiên này mới là chữ anh trai. Cơ cơ tờ cơ. Cơ cơ tờ cơ là chữ đầu tiên này. Anh trai là chữ đầu tiên này. Thêm cái chen bu ở đằng sau nữa. Nó sẽ thành âm nhạc. Hát hò. Nó có liên quan tới hát hò. Chúng này đọc tơ ở tờ. Chàng từ chữ này uống lưỡi. Ăn. Chàng. Đọc xuống. Âm thứ tư đọc xuống. Cơ. Cơ. Ơ cơ. Âm thứ nhất. Chàng cơ là ca hát. Chúng tôi vui vẻ ca hát đó. Thì lúc này người ta nói là Han in yue yu quan, có liên quan tới âm nhạc. Han, chữ này lúc này đọc Han ha. Các em sẽ nói, ủa chị ơi chữ hở mà. Nó là hở là Han, đủ liều là nó hết. Han. In, shen in là âm thanh. Có liên quan tới cái âm thanh thì chúng ta đọc là yue. Sân in hay cái chữ sân, cái chữ sân này khó viết, nó nhiều nét. Chữ này nó có nhiều nét ha. Nó là sân, chúng ta sẽ viết 1, 2, 3. 3 nét này trước. Sau bên dưới chúng ta 4, 5, 6, 7. Như thế này. Sau đó 8, 9, 10, 11. Bên dưới còn nữa. Còn chữ ở tô tờ ở nữa. Kéo xuống. Đóng hai nét. Kịch ngang qua. Thì chúng ta có từ shen. Shen in có nghĩa là âm thanh. Dấu sầm ở shen in à? Có âm thanh gì vậy? Nhìn xin khăn khăn. Dấu sầm ở shen in. Nghe thử xem có âm thanh gì. Đó là chữ shen in này. Ha. Lúc này đọc han. Hơ an han. Shen. Shen này uống lưỡi. Ân shen. In. Sinh in là âm thanh. Dầu quan, con quả dầu quan mà, dầu con quả dầu quan mà có liên quan đến tôi không? Thì cái chữ dầu quan này có nghĩa là có liên quan. Chúng ta mở cánh cửa ra trước. Chữ này bên trong nhiều nét, mở to tí để cho nó dễ viết bên trong. Mở cửa ra. Nó bị mờ rồi cả nhà. Và bên trong này chúng ta viết hai chữ ao. Giống như chữ ao mà bình thường Vân viết vậy đó. Sau đó đá qua, cong bên này thẳng, móc lên. Dầu quan, lúc này là có liên quan. Thì chỗ này đọc y o dầu cơ, chỗ này đọc cơ u an quan. U an quan, có liên quan. Sử, sử này lúc này là không nói về thời gian mà là khi. Sử.
chúng ta viết mặt trời ra trước, sau đó hai kéo xuống bên này dưới này sử. Lúc này có nghĩa là khi, khi cách dùng đó. Chữ này đọc là sư, uống lưỡi sử đi lên. Sử. Tử thì người ta nói cái chữ này, cái chữ này sẽ đọc là yue. Chữ này người ta sẽ nói là đọc là yue. Chữ này sẽ đọc là yue. Y e yue, không đọc l mà đọc yue. Tú in shi yue. Theo nghĩa đó. Tú in là cái cách đọc, cái phiên phát âm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ở giữa này 13 14 15. Ở dưới này còn chữ P. Hai nét đóng hai chân. Tú in. Tú in này có nghĩa là cách phiên âm, cách đọc của nó. Tú in. Sì. Sì lúc này là có nghĩa là là. Là. Yue. Yu. E. Yue. Yu e. Yue. Có nghĩa cách đọc là yue. Tú chỗ này đọc là tơ. U. Tú. Y ân in sư. Khỏi còn viết phiên âm. Phiên âm nó nằm ngay đó, nó không có chữ cái thôi. Và tiếp theo thì chúng ta viết hàn xin trong tờ cảm chế. Hàn, chúng ta viết từ hàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hàn. Xin trong là trong tâm mình. Thì xin này có nghĩa là tâm. Xin trong có nghĩa là trong tâm mình. Từ trong, thải trong, từ trong cũng là chữ trong này. Kéo ở giữa, kéo xuống. Xin trong. Xin chào. Xin trong tờ. Chữ tờ này có nghĩa là cảm xúc, cái gì đó nhấn mạnh cái cảm xúc. Tờ. Cảm chế. Cảm, cái chữ cảm này có nghĩa là cảm. 1, 2, được chưa? 3, 4, 5, 6. Đóng nó lại. Ở dưới này có chữ tâm. Dưới có chữ tâm ha. Và cái chữ cơ bù này. Kéo xuống. Phết một cái. Và bên trên này chúng ta chấm một cái. Chúng ta có cái từ cản. Cản chín. Cản chín là cản. Chữ cản này. Thì chúng ta viết phiên âm trước đi. Hàn. Hơ. An. Đây chữ an. Hàn âm thứ tư. Xin. Si. Y. Ân. Xin. Trong. Cái từ trong này chưa uống lưỡi. U. Ân. Trong. Tờ. 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 Cản. Cơ. Lúc này đọc cơ. An. Cản. Cản âm thứ ba. Chuyệ, cảm chuyệ là cái cảm giác của nó. Thì chúng ta viết từ chuyệ. Từ chuyệ này trước tiên bên trên nó giống như cái chữ học vậy đó. Nhưng mà bên dưới nó khác. Trước tiên chúng ta 1, 2, 3, 4 đánh hai dấu ít. Sau đó bên này đánh hai dấu ngang. Và bên này phết qua bên này. Ở dưới nếu mà chữ học thì ở dưới có chữ tử. Nó sẽ thành cái từ xuế sao tờ xuế. Nhưng ở dưới này có chữ 1, 2, 3, 4, 5. Phết qua. Đây là chữa. Chữ này đọc là chữa. Còn nếu mà chữ học thì sẽ viết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đây là chữ học. Chữa. Còn dưới là chữ chữa. Chữ này đọc là chi y. Chi uy chứ không phải y. Uy. Chuyện là uy ở giữa chứ không phải là y ở giữa. Y là thành chế đây. Uy mới là chuyện. Chi uy. Chữ uy ha. Và kết với chữ e. Chuyện. Chữ này đọc chuyện.
Còn cái này đọc là xuế. C U E xuế. Xuế. Và lúc này càng chuyện dầu quan sĩ có nghĩa là khi cái chữ này có liên quan tới cái cảm giác, cái cảm giác hoặc cái cảm xúc. Dầu, chúng ta viết chữ dầu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dầu quan, ta mở cửa ra bên này, hai chữ ao, sau đó móc qua bên này thẳng, móc đá lên. Dầu quan sử, bên này trên ngắn, trên dài dưới ngắn, và dưới này còn dài hơn, chấm một cái. Dầu quan y o dầu, lúc này đọc dầu. Quan cơ u an quan có liên quan. Sử là khi, nó cũng có nghĩa là thời gian, thời gian luôn ha. Chữ này thời gian là thời gian. Còn lúc này nó có nghĩa là sự, có nghĩa là khi. Thì cái chữ này sẽ đọc là, chữ này sẽ đọc cho L, liên quan tới cảm xúc trong lòng. Thì nó sẽ đọc L chứ không đọc Yue. Người ta nhắc mình như thế đó. Tú in sự. Ở dưới này ô vuông. Sau đó bên này chúng ta trên dài dưới ngắn, mở hình chữ nhật, đánh hai dấu. Ở dưới này có chữ P, đá hai chân. Tú in, tú in sư. L, lúc này viết chữ L. L. Tú in sư L. Thì chúng ta viết phiên âm vào t u tu i n in shi. Bên dưới này nó có cái dấu của nó rồi, khỏi cần viết ra. Tối rồi con viết rồi tới đây thôi ha. Nó tối quá cần nhìn, sợ nhìn không thấy gì hết. Sợ nhìn không thấy nữa. Mờ, nhìn thấy mờ. Mọi người có cần chụp lại không? Có cần chụp lại không? Ni hao. Ê, bậy, gửi đi đâu à? Rồi, ok. Hôm nay Vân trực tiếp tới đây thôi ha. Tại vì nó trời nó tối rồi, Vân đang ở ngoài đường nè. Vân đang ngồi trên xe của Vân. Đó. Vân đang ngồi trên xe, chiếc xe của mình Vân trực tiếp. Vô trong mấy đứa nó quậy quá. Mấy đứa nó quậy quá, Vân làm không có được, cho nên Vân ngồi ngoài này. Vân ngồi ngoài này. Ngồi ngoài cái nhà, mấy cái khu này là khu biệt thự. Em kết bạn nha. Chị ơi, em kết bạn nha, em kết bạn đi. Đang ngồi trên xe à. Cho nên là không nhờ cái ánh đèn này thôi. Rồi nó thôi tối để chị mở cái điện thoại ra. Quay cái bề mặt này lại. Đây, ngồi trên xe. Ngồi trên xe như thế này để trực tiếp. mọi người cũng nghỉ ngơi ăn cơm đi. Tại vì hôm nay Vân trực tiếp giờ chiều 5 giờ rồi. Mọi người cũng phải chuẩn bị nấu cơm mà đúng không? Rồi ngày mai Vân sẽ làm sớm. Mai mấy đứa nó đi học rồi, vẫn chở quay trở lại 10 giờ. Chứ hôm nay tụi nó được nghỉ, tụi nó quậy Vân quá trời luôn. Ngày mai thì Vân sẽ trực tiếp sáng, không có trực tiếp trễ như vậy. Mai Vân sẽ trực tiếp 10 giờ. Giờ Vân ngồi trên xe. Nên giờ này cũng chiều, trời còn nhiêu đây, đèn không đủ xài. Nó không có đủ sáng. Cho nên là nãy quên là để trên này Vân viết nè, nhìn nó đỡ sáng, nó sáng hơn tí, để dưới đó nó tối thui à. Vân để trên bàn. Đây. Vân để trên bàn cho nên là nhìn nó mờ mờ. Để trên bàn. Đó. Rồi ngày mai Vân sẽ
bao nhiêu đó chữ mọi người luyện đi. Luyện đi rồi Vân Cô đều có đọc ra tiếng Việt hết. Ít ra mình cũng có một ít chữ để mình viết. Để rồi mình cứ luyện từ từ. Ai mà luyện chưa được tối vào kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài Loan luyện tiếp nha. Bên kênh YouTube còn rất là nhiều các bài mới dành cho các bạn mới bắt đầu. Đây là cuốn sách thứ hai rồi, còn cuốn sách 1 nữa. Mọi người có thể vào cuốn sách 1, vào bên kênh YouTube coi cuốn sách 1. Rồi học từ đầu performer nó được nói như thế nào, từng nét từng bút chữ nó được cấu kết những cái nét nào để luyện ra. Nên mọi người vào kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài Loan nha, để có thể xem những cái mà cơ bản nhất từ đầu đến cuối thì mọi người sẽ học được rất là nhiều. Hôm nào đại về Đài Bắc cho tụi em gặp nhau chút xíu nhé. Về Đài Bắc? Về Đài Bắc hả? Lát nữa tối về rồi, tối là về rồi. Tại vì chạy xuống đây cũng gần tiếng rưỡi đồng hồ à. Hứng thú về chạy xuống thăm mấy cô em chồng á mà. Chạy xuống thăm cô em chồng, mà không biết nó nấu gì mà nó đứng nãy, nó đứng chạy ra ngoài chỗ đó đứng nó quắc quắc. Nó không dám lên. Đang mang bầu, đang mang có bầu. Đứng quắc quắc không biết nấu gì mà nó kêu chị nó vô. Nên là lát nữa về, ngày mai mấy đứa con đi học mà. Mai mấy con vô học rồi, về. Chứ đâu có ở đây qua đêm đâu. Mai phải đi học rồi. Tại hứng gần nhà, từ trên Đài Bắc xuống đây có 1 tiếng rưỡi rồi. Lái xe xuống một phát tới. Xuống đây thì Vân nói là để Vân trực tiếp đi. Ấy nó coi chạy vô 5 giờ rồi, không biết nó nấu gì, chạy vô phụ nó. Nó đang có bầu nữa, chạy vô phụ nó tí. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Ngày mai chị em mình gặp lại vào lúc 10 giờ sáng. Ha, 10 giờ sáng và Vân sẽ phát lại trên kênh YouTube lúc 8 giờ tối. Mọi người có thể xem và học lại. Và cho các, nếu mà các mọi người muốn nói gửi qua Việt Nam cho các con mình học đồ này kia thì bên kênh YouTube có cái mũi tên chia sẻ đi vào cái kênh, vào like hoặc là vào Facebook. Tin nhắn á, đều gửi đi được hết. Mọi người chỉ bấm nút mút chia sẻ đi là nó sẽ đi thôi. Vừa gặp đã yêu. Ý miên trông chín à. Ý chèn trông chín. Vừa gặp đã yêu. Ý chèn trông chín. Rẻ lâu gọi là cái nồi rẻ để lâu hả? Cái đó gọi là mổ bù. Mổ bù, cái miếng để lâu bàn đồ phải không? Cái đó gọi là mổ bù. Ha, mổ bù. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. Em viết được chữ mà nhớ không được. Cái đó là luyện chưa đủ. Luyện chưa đủ. Chị phải luyện biết bao nhiêu năm. Chị luyện từ lúc năm chị học lớp 1 đến giờ. Giờ chị đang học lớp 8 rồi. Em nghĩ xem. Khi nào cho mình gặp nhau nhé. Cảm ơn. Ok. Ok em nè. Ok, chị mai chị Vân định lên Đài Bắc rồi. Các em muốn gặp thì mai gặp. Bye bye. Bye.